Ủa mày đuôi hả? Đứng đóng này không thấy đi đâu, qua mặt tao lầm lũi đi. Ủa có hả? Nè. Ủa sao đu đen, sao không có đu đỏ? Chim này không vậy? Tao cũng bắt cũng có vậy. Ba thứ này người ta không có mua nữa. Ủa, chim nó khôn lắm, nó báo động cho nhau, nó bay hết rồi chứ còn chim này không mà. Trời ơi, mày ráng đi, ráng tìm để bán, mắc lắm. Người ta đặt mình còn hơn là mày đốn củi trong rừng nữa. Thì bây giờ mình làm cách nào cho nó đỏ cái đuôi là được rồi. Ông nội tao không biết làm sao cho đuôi nó đỏ được nữa. Con chim đuôi đỏ. Mày là thanh niên à. Mày ráng đi tìm đi. Ở nhà tôi. Ở nhà mày khó hả? Không. Ông chỉ nói con chim đuôi đỏ không mà tôi đâu có biết nó đang làm sao đâu mà tôi bắt nó. Ba thứ này người ta không có mua nữa. Trời ơi mày trai tráng mà ráng đi tìm đi. Không có. Ráng tìm đi, mắc lắm. Tại sao người ta phải cần con chim đuôi đỏ? Ta cần, chắc có thể là người ta ngâm thuốc hay là gì đó, trị bệnh. Chim mà ngâm thuốc cái gì ông ơi? Tao đoán vậy thôi, tao đâu biết. Không phải đưa đây. Chi vậy? Có mấy con, tao có mấy con hùng là được. Tao bán tao đưa tiền mày ngang. Còn bán không được tao nhổ lông à. Làm gì? Tao nhậu. Trời ơi, con chim có chút xíu không đủ không nhét kẻ răng nữa. Thì kệ tao. Nhưng mà tôi thắc mắc nè. Chim đuôi đỏ chứ gì? Chừng nào tao biết tao giải đáp cho mày, cho mày khỏi thắc mắc ha. Đem chim tới cho ông nè. Ai đó? Dạ tôi. Dạ. Thôi. Ta đã dặn nhà người đem những cái con chim, cái thân đen, thân trắng đen, mà đuôi nó đỏ, thấy chưa? Mà tiếng hót á nghe thảnh thót. Sao cái loại chim này tầm thường quá vậy hả? À? Tôi biết vậy rồi. Làm như cái lũ chim đi biết báo động gì không? Mất tiêu hết trơn à. Tôi vừa tốn nhiều công sức mới bắt được bao nhiêu chim nè. Còn cái lũ chim mà đu đỏ đó đặt tôi đó làm như nó biết báo động á. Nó bay mất tiêu hết trơn rồi. Tôi bắt được nhiêu ông làm ơn mua giùm tôi đi. Tôi đã lỡ bẫy nó rồi. Mai mốt tôi tìm chim đuôi đỏ cho ông. Ta đã nói với nhà ngươi lâu rồi, ta nói ta cần cái loại chim đuôi đỏ nghe chưa? Nếu nhà ngươi có đem tới ta sẽ trả giá cao. Nếu nhà ngươi không muốn đem về thì cứ để đó cho ta. Lần sau đem những con chim đuôi đỏ tới đây ta sẽ trả tiền luôn. Nghe chưa? Nhưng mà tôi đã bắt được nó rồi. Chứ hơn nữa giờ tôi hết tiền rồi. Không có gạo nữa. Bây giờ ông làm ơn mua giùm tôi đi. Tôi có mớ tiền để là tôi mua gạo để sống. Giúp giùm tôi đi, tôi năn nỉ ông mà. Ta không cần biết cái chuyện đó. Ông mau đi tìm cái lũ chim đuôi đỏ đem tới đây. Ta sẽ trả cho ông bằng mật nén nghe chưa? Nè. Dạ. Ta đã nói rồi. Đi về đây. Còn cái lũ chim đây. Còn cái lũ chim này, để lại đó cho ta.
thật là tức chết mà, tức chết mà. Nếu không có những cái lũ chim đuôi đỏ thì làm sao mà ta lấy tinh khí của chú để ta cải lão hoàng đồng chứ? Ta không thể chờ đợi tên này được, ta phải đích thân ra mà bìa rừng có làm sao. Trời ơi, trời, cái chân chết thiệt này, mày hại tao, mày hại tao hả? Thì mày đó mà ta không thể quá phép mày đi được. À, có cách rồi. Ơi, ông làm cái gì vậy? Ông làm cái gì vậy? Cái gì? Mày á, cái mặt mày tao không ngờ nha. Mặt vậy mà gian xảo à, thấy ngu vậy mà gian xảo à. Chim nó ở chỗ này nè, chim đu đỏ ở đây, sao mày nói mày không biết là sao? Ai biết đâu, thì tụi nó cũng mới tới đây thôi. Mà lũ chim này nó khôn lắm, nó thấy người lạ là nó bay nó tiêu à. Sao mày không giăng bẫy bắt nó? Thôi không được đâu, em tôi nó thương cái lũ chim này lắm. Tôi mà bắt á hả, nó giận tôi đó. Tao hỏi thiệt mày nha, mày bắt không? Không. Mày không bắt, tao bắt. Thôi ông ơi. Dạ. Ông làm gì vậy? Tôi nói ông rồi, cha mẹ tôi mất sớm, em tôi nó thua thủi của một mình à. Nó chỉ có cái lũ chim đuôi đỏ này là bầu bạn với nó. Nó biết tôi bắt á, nó giận, nó không nhìn mặt tôi luôn á. Mày sao mày khờ quá. Cái bầy chim này bị bắt thì có bầy chim khác tới bầu bạn với em mày, làm như trong rừng có bầy chim này thôi à. Mẹ, bắt đi, bán nhiều tiền lắm, phải không? Mày lấy tiền đó mày lo cho em mày phải tốt hơn không? Tôi biết rồi, tiền mà ai mà không ham. Nhưng mà tôi sợ em tôi nó biết tôi bắt, nó buồn, nó tội nghiệp nó lắm á. Khóc thấy mà ghét. Ngu quá ngu đi. Tao với mày hợp tác với nhau làm bẫy bắt bầy chim này, làm sao em mày biết mày giận mày? Lỡ nó biết làm sao? Tao không chịu. Thiệt không? Hai à? Hai. Dạ. Ủi chặt rồi, không chất vô kho đi, để đầy bừa ngoài sân là sao? Rồi bỏ về. Dạ đâu có, con đang làm. Con về con đưa nắm cho em con, rồi con qua con làm tiếp. Trời ơi, thôi thôi bây giờ mày á, mày về mày chất củi vô kho đi. Bà chủ á, bà sắp sửa tiếp khách rồi, mày mà để đầy bừa ngoài sân á, bà la mày, bà chửi mày, rồi bà không có trả tiền sao? Thôi được rồi, bây giờ cứ ở bển chú làm đi, con qua con làm liền.
nha. Nhớ nha, rồi, nhớ rồi, cô làm, không làm liền nha. Dạ dạ. Thôi bây giờ ông về đi, rồi cái chuyện đó tôi với ông bàn sau. Bây giờ tôi mắc tài con chuyện của tôi rồi nha. Ông đi về đi. Tao về hả? Trời ơi, công nhận ông còn khờ hơn tôi nữa. Ông đứng đây là lũ chim đuôi đỏ làm sao nó dám xuống. Ờ hả, chim phải sợ người ta ha. Thôi ông về đi nha. Còn cái gì mai tôi qua tôi bàn ông nha. Chim phải sợ người ta phải không? Ừ, ông đi về đi, về đi. Con gái ơi, mua giúp giùm bà mấy cái bánh với. Bà ơi, bà lớn tuổi rồi, tại sao lại còn đi bán bánh? Hằng ngày á, con gái của bà đó, nó đi bán. Hôm nay nó bị bệnh, bà phải đi bán thay nó. Nè, con ăn đi, ngon lắm đó. Bánh của con gái bà nó làm đó. Mua giúp giùm bà đi con, còn có mấy cái à. Nhìn bánh ngon quá. Bà còn bao nhiêu cái con mua hết cho. Chút nữa anh con về ăn luôn. Ồ, lũ chim hót hay quá. Ta rất thích nghe chim hót á. Lũ chim á thích thật ghê lắm. Hằng sáng đó, bà vẫn thường là đi ra ngoài sân vườn rải hạt kê cho chúng nó ăn. Nhìn chúng nó tiếu tích đó, dễ thương ghê á con à. Dạ. Ơ, mà sao nó không ăn? Cũng không chịu hót nữa. Hồi nãy giờ nghe chúng nó hót á, bao nhiêu mệt mỏi trong người của bà nó hết trơn à. Dạ. Để con kêu chúng nó hót cho bà nghe nha. Ủa, con biết nói chuyện với chúng hả? Dạ không, nhưng mà bà sẽ thấy một điều rất là bất ngờ.
Xuân đâu rồi ta? Sao để nhà cửa vậy? Xuân ơi! Xuân! Anh hai về đây nè Xuân ơi! Đã dặn là không được đi đâu rồi. Chết rồi. Ông đến đâu? Ông bỏ ra đây. Gì vậy? Gì mà ôm sòm vậy? Cả mặt mày hầm hừ hừ, muốn nuốt sống rồi hả? Có chuyện gì? Ông mau thả em gái tôi ra. Nếu không, ông không yên với tôi đâu. Tao giữ em gái mày hồi nào mà kêu thả? Giữ nó tới ông nội tao hay chi? Ông bắt em gái tôi để mà bắt cái tổ chim đuôi đỏ. Ông không làm thì ai làm? Tao cũng định ăn cơm nước xong rồi qua mày hỏi tìm cách nào để bắt cái lũ chim đuôi đỏ đó. Rồi bây giờ mày nói em gái mày bị cái lung tung vậy, tao không hiểu gì hết là sao? Tôi đi làm về thấy nhà cửa trống trơn à, hạt kê dương giải khắp nhà. Em tôi mất tích cùng với mấy lũ chim đuôi đỏ đó rồi. Ôi, biết đâu em mày đi đâu đó. Rồi nó về chút đi, về có gì đâu mà mày khóc. Có đâu, em tôi nó ngoan lắm. Nó muốn đi đâu á thì nó mới hỏi ý kiến tôi rồi nó mới dám đi. Chứ nó không dám đi như vậy đâu. Em tôi bị mất tích rồi. Rồi lũ chim sao? Mất tích rồi em cô tôi rồi. Ủa sao trùng hợp vậy? Lũ chim đuôi đỏ mất tích với em gái của mày một lượt là sao? Nè, hồi chiều á, tao đi ngang nhà mày, tao thấy có một bà lão nói chuyện với con Xuân. Mà hai người có vẻ thân thiết lắm. Tao nghĩ là chắc họ hàng nhà mày đó. Tôi làm việc của bà con, mà bà lão lại càng không nữa. Mà bà thấy bà lão nó có quen không? Tao chưa từng gặp bà, nhưng mà có điều chân bà có tật, đi khập khểnh vậy nè. Tao nhớ rồi. Gì ông? Lúc mà tao đi khỏi nhà mày đó, trước khi ở nhà mày tao về á, tao thấy một bà lão tay cầm cái gậy, chân á thì đi khập khểnh. Một ông lão cũng cầm cây gậy như vậy, chân đi khập khểnh tới để đặt cao là chim đuôi đỏ. Bây giờ một bà lão cũng cầm cây gậy đó, chân cũng đi khập khểnh. Sao? Rồi em gái mày mất tích. Tao nhớ rồi. Cái gì? Tao với mày đi. Ông nói cái gì vậy? Cái gì bà lão và ông lão? Tôi không hiểu. Nè, tao với mày đi, đi tìm ở trong làng này. Nếu mà không có em mày, tao với mày sẽ đi vào rừng. Đi cẩn thận nha ông. Biết rồi. Nhớ nhăn ông. Biết rồi. Tại chị nên tụi em mới ra nông nổi như vậy. Chị sẽ tìm cách cứu các em ra ngoài nha. Tôi tới tìm ông nè. Ai đó? Tôi. Hả? Nhà ông ở đây à? Ừ. Đem chim tới cho ông nè. Sao? Chim đuôi đỏ của ta đâu? Hả? Không có chim đuôi đỏ. Hai nhà ngươi tới đây làm cái gì? Hả? Tôi đến đây tìm em gái của tôi. Cái con nhỏ cứng đầu đó là em gái của nhà ngươi à? Nói vậy là ông đã bắt giữ em gái của tôi. Em gái của tôi đâu? Nó cứng đầu quá, nó không chịu nghe lời ta. Nhà ngươi hãy kêu nó điều khiển cái lũ chim hót đi, rồi ta sẽ tha cho nó. Nghe chưa? Được rồi, bây giờ ông hãy chỉ đi. Ông giữ em gái tôi ở đâu? Cho tôi gặp nó đi, rồi tôi sẽ nói với nó. Được. Bây giờ đi theo ta. Đây. Thank you.
em của tôi đâu mà sao dắt đi vòng vòng ngoài vậy? Tỉnh, em có nhà người ở trên kìa. Hả? Tầm Xuân, anh Hai nè, em có sao không? Anh Hai cứu em đi anh Hai. Được rồi, anh sẽ cứu em. Em hãy khiến cho lũ chim nó hót đi, anh sẽ nói cái lão già này thả em ra. Anh Hai, anh đừng có tin lời ông lão đó. Ổng là một hù hỉ đó. Ổng sẽ hút máu hết lũ chim rồi ăn thịt luôn anh em mình đó. Anh Hai mau chạy đi anh Hai. Nói gì ông là hù hỉ à? Thì ra ngươi là phù thủy à? Khốn hồn thì phải làm theo lệnh của ta, nếu không ta sẽ giết chết hết. Không, ta phải cứu em của ta. Anh không thể nào bỏ em một mình được, anh sẽ cứu em Xuân ơi. Không, không được giết hại anh Hai tôi. Anh Hai, em sẽ cứu anh. Chạy đi, bay ra đi các em, bay ra đi. Nó hót rồi, nó hót rồi. Tầm Xuân, anh sẽ cứu em, anh sẽ cứu em. Em ngồi xuống đây đi. Em bị chết nha, anh sẽ băng bó vết thương cho em. Tầm Xuân, anh Hai hứa với em, hãy thương yêu lũ chim, đừng sát hại lũ chim nữa. Chúng nhỏ bé hiền lành lắm, chúng không làm hại ai hết. Anh Hai, anh đây, anh đừng săn bắt chúng nữa nha anh Hai. Được rồi, anh hứa với em, anh không bao giờ sát hại bọn chúng nữa. Em đừng có bỏ anh nha Tầm Xuân, em đừng có bỏ anh nha Tầm Xuân. Tầm Xuân. Dạ đó đó, tốt không á? Dạ đồ tốt. Hồi nãy đưa bên đây qua bên đây rồi kéo nhau đi. Mời sáng sớm. À, dạ mời, dạ mời hai cô. Dạ dạ. Ồ, hai cô bận đồ đẹp quá. Dạ dáng hai cô đẹp kìa. Dạ mời hai cô. Dạ dạ, dạ, dạ đây đẹp nè. Cô đẹp quá. Dạ em ghê. Cô đẹp cũng đẹp. Đẹp quá. Dạ cứ lấy đi à. Dạ. Thằng bữa nay ngày gì vậy trời? Vô cái đi ra, vô cái đi ra. Hết hay. Hàng mới về đem cho con bổ rẻ. Cái đầu mày á, giải mày làm như đồ ăn ngon bổ rẻ. Dạ con lộn. Nhưng bữa nay mày giỏi á, đem hàng về sớm, chúc ông thưởng cho. Dạ cảm ơn ông chủ. Nhưng mà mấy lần trước đâu phải lỗi tay con, tại con đợi lấy hàng chứ bộ. Chứ không phải mày ham ăn ham nhậu hả mày? Mày làm như tao không biết hả mày? Nếu không nể tình mày theo tao từ nhỏ, tao đuổi cổ mày lâu rồi đó con. Ông chủ nói gì nói quen cho con rồi. Con đi lấy hàng cho ông chủ nè. Nóng nực
nóng thì phải đói bụng, ra mồ hôi phải đói bụng đúng không? Phải khát nước. Thì con vô quán rượu á, con ăn cơm mà nóng quá khó ăn, con phải uống 2-3 bình rượu cho dễ nuốt vậy mà. Giờ không có nói mấy chuyện đó nữa. Bữa nay nghe ông hỏi nè, có lấy đủ số giải của ông dặn chưa? Dạ, ông chủ yên tâm, đây nè, đủ hết. Ừ. Nhưng mà ông chủ ơi, mấy cái giải này nè, mau phai màu lắm. Người ta dặn là ông chủ mua rồi là không được đổi lại. Tao biết rồi, mua còn không kịp bán nữa, mắc mới gì tao phải đổi lại. Dạ, nhưng mà con thấy kỳ kỳ nghe. Sao dạo này ông chủ bán ba cái loại giải rẻ tiền này không vậy? Mua rẻ thì mình bán rẻ, có gì đâu mà mày thắc mắc. Dạ. Mày phải khôn hồn mà giữ mồm, giữ miệng, tao không có bạc đãi mày đâu. Tao làm ăn được á, tao cũng cho mày một ít tiền để mày cưới vợ. Dạ, con đổi ơn ông. Ừ. Dạ, nghe nói cưới vợ là con khoái rồi, con thích rồi. Dạ. Giỏi. Khoái. Ai vậy? Ai hả? Cái đầu mày. Dạ, con giỡn chứ con nghe tiếng là con biết bà chủ. Ôn giải về tới nơi rồi thì đem đi vô. Hả? Đứng đây mà xạo không à? Dạ, con đâu có xạo đâu, con nói thiệt mà. Bây giờ mày đánh chưa? Dạ, dạ, cho con nói. Tại con làm đầy tớ mà. Thì có ai kêu con khiêng vô con mới dám khiêng vô chứ. Bây giờ tao là chủ mày. Dạ. Tao sai mày có được không? Dạ được. Đi. Dạ đi. Thằng. Dạ. Nhiều chuyện. Dạ. Nhiều chuyện à? Quá nhiều chuyện luôn. Đúng là nhiều chuyện. Còn ông nữa. Tôi sao? Tự nhiên cái đường đi nước bước của mình, ông nói cho nó nghe hết rồi nó ra nó nói với người ta rồi làm sao mà ngăn nữa. Nó ăn ở nhà này, có giấu thì sớm muộn gì nó cũng biết á. Nhưng mà nếu nó biết rồi, nó đi nói với người khác rồi mình làm sao đây? Bởi vì tôi mới trả công cho nó hậu hững, lúc đó nó mới trung thành với mình. Vì là ăn thua đó, mình phải biết lựa mặt khách hàng. Tùy người á, mà mình phải bán loại giải tốt hay là loại giải hai đó chứ. Nhưng mà sao tôi thấy lo lo quá ông à? Cái loại giải hai này đó hả, nó mau phai màu lắm. Khách á, thì có đủ thành phần, quen có lạ có, làm sao mình nhớ được. Hiện giờ đó nhiều vợ con của quan ra đây mua sắm. Các bà đó đó tiền dư bạc giả, ganh tị nhau từ chút. Cho nên nó giải dốc phải mua cả gánh người ta đem về. Là tôi nói bà nghe nè, nó có mai á thì cũng chỉ mai một lần, và bận một lần hai lần xong rồi cất vô kho. Ông đừng có ỷ y quá, không có được đâu đó. Bữa trước có người ta đem ăn vốn nè, chê tới chê lui nói là mình bán giải không có tốt. Nhưng mà tôi đâu có ngu, tôi chối hết trơn, tôi đâu có chịu nhận đâu. Thì bà cứ làm y như vậy đi, mấy tìm giải khác á, nó cũng làm y như vậy. Với lại lộ giải gấm mà giải hai này á, chỉ có mình tôi biết chỗ đi mua, thì mình phải tranh thủ bán bằng giá thường hạng. Trời ơi, nó lời biết bao nhiêu ngu gì mà không làm. Lỗi khách thì lâu lâu lại mua cái, mua hai cái, đâu có sao đâu mà bà sợ. Mà tôi nói bà nghe nè, tiệm mình hơn mấy tiệm khác ở cái chỗ á, chỗ nè, giải của mình có loại tốt, loại xấu chen vào nhau, nên mình mới đổi thừa, đâu có biết họ đem đi đâu mai. Rồi lỡ tiệm mai đó người ta tráo giải thì sao? Thiếu gì lý do mà bà sợ. Chú Lộc ơi, chú Lộc. Chú Lộc ơi. Ôi, ai đó? Ủa, cô nào? Tôi sắp đóng cửa rồi, cô tìm tôi làm chi? Đóng cửa cũng phải mở cửa. Bà kêu tôi đem qua đây á, hai cái áo cùng một loại vải. Ừ. May hai màu khác nhau. Vậy mà một cái bị giãn rồi, mới đem về bị giãn, cũ xì ha. Đổi cho bà. Bà nói bắt đền chú đó. Ủa gì kỳ vậy? Tôi là thợ may mà chứ không phải người bán giải đâu mà đền. Thôi tôi không biết đâu, tôi gửi lại cho chú đó nha. Đền cho bà tôi đi. Trời đất ơi. Cô đã. Tôi về. Chú kỳ vậy trời. Có rau. Rồi mời quý khách ngon miệng nha. Nè, cho thêm bình rượu nữa đi chú Tiều. Nè, tôi thấy anh sai quá rồi, đừng có uống nữa, về nhà nghỉ ngơi đi. Để tôi uống. Để tôi uống rồi tôi suy nghĩ coi ai hại tôi. Nè, nhắc cái đó tôi mới nhớ nha. Tôi nghĩ là ông không nên uống nhiều, để cho đầu óc ông phải sáng suốt.
thì ông mới suy nghĩ được tìm ra người nào hại ông chứ. Hổm rày á, tôi rất là tò mò một điều là hồi nào giờ ông đâu có bị máng vốn đâu mà sau thời gian gần đây á ai cũng máng vốn ông hết, lần sau tôi không hiểu. Rõ ràng là do giải, những cái loại giải gấm thượng hạng này tôi cũng may hoài, mà đâu có cái trường hợp nào mà mau nhão mau phai màu như vậy đâu. Biết đâu á mấy tiệm giải bán hàng xấu sao? Mấy tiệm giải khác á là họ bán như thế nào, loại giải nào thì tôi không biết, nhưng mà mấy người tới đây bắt đền á là họ mua giải ở một cái tiệm lớn nhất của Kinh Thành. Mà cái tiệm lớn nhất ở Kinh Thành này á là chuyên môn bán lụa và giải gấm tốt nhất. Ông mới nói là cái tiệm bán giải lớn nhất Kinh Thành đó hả? Ừ. Cái tiệm đó như tôi có quen với một người. Để tôi gặp người đó, tôi hỏi, xong rồi á tôi về tôi nói cho ông biết nghe. Mẫn, Mẫn, ông Tiểu. Có chuyện gì mà ông nhắn tôi ra đây gấp vậy? Có gấp, gấp cực kỳ luôn. Gấp kêu mày ra đây để nhậu chứ làm chi. Trời, ông vừa phải thôi nha. Tưởng có chuyện gì quan trọng, tôi lật đặt chạy ra đây. Phải vậy mày mới đi chịu đi ra chứ. Mày thử nghĩ đi, cứ ngày nào mà mày đi ngang qua đây á, mày cũng ghé vô mày làm một bình rượu, xong mày làm một dĩa mồi. Tự nhiên mấy bữa nay mày làm cái gì mà đi ngang mày ngó lơ vậy? Rồi tao biết rồi. Cười cái gì? Có cái quán nào á rượu ngon hơn quán tao phải không? Đâu có, ông hiểu lầm rồi. Tại dạo này á tiệm tôi đông khách quá, tôi phải đi đến tận mối lấy hàng, sau đó phải giao hàng tận nơi cho khách. Dạo này bận biểu lắm. Mày đừng có xạo, cái kiểu nói của mày làm như tao tưởng mày là ông chủ vậy đó. Xin lỗi, tôi không phải là chủ thiệt, nhưng mà cửa tiệm thiếu tôi là không được à. Tôi quan trọng lắm, bởi vì ông chủ thương tôi lắm. Phải không? Ừ. Trời, ông thương mày dễ sợ vậy đó hả? Ừ. Ủa, ông thương mày vậy sao mày không dám ghé quán tao mày nhậu? Mày sợ ông đuổi việc mày chứ gì? Cái gì? Tôi mà sợ hả? Không biết chứ thì ông đừng có nói. Nhưng mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Nói nào nghe á, mỗi lần đi ngang qua quán ông á, môi tôi giật giật hoài, thèm rượu lắm, nhưng mà bận quá không ghé không được. Mày nói tao nghe cái câu này là mát lòng mát dạ hết sức á. Hôm nay mày ghé quán tao, tao sẽ đãi mày một bữa uống cho đã luôn. Thì không, đãi bữa uống cho đã luôn phải không? Ừ. Mát lòng mát dạ không? Tôi uống cho ông mát trời ông địa luôn. Thấy rượu đi. Quán này là không có thiếu rượu đâu con. Ngồi ngoài kia chờ tao. Vô. Vô. Nè, phải công nhận nha, cái tiệm giải của mày á bán đắt dễ sợ luôn, mà bán toàn là gấm dốc thượng hạng không à. Nói tới đây tao buồn quá, không biết chừng nào tao mới có tiền để tao dẫn vợ tao vô cái tiệm giải lớn nhất để mua những loại giải thượng hạng về mai đồ mặt. Tôi nói không biết. Ông thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Ừ. Ông đừng có mua ba cái loại gấm lụa thượng hạng làm chi, tốn tiền vô ích lắm. Mày nói thì sao chứ? Cái gì mà tốn tiền vô ích? Sáng nay tôi nói cho ông luôn, tôi là người làm công cho tiệm giải lớn nhất Kinh Thành, cho nên chuyện gì tôi cũng biết hết. Tôi thấy ông ấy là chỗ thân tình với tôi nói cho ông nghe chuyện này. Công nhận cái ông chủ tiệm giải hay thiệt, dám lấy lại giải thường để mà giả gấm dốc thượng hạng bán cho khách hàng. Mấy cái vụ đó hả, lời dữ lắm, một vốn tới bốn lời lần đó. Mà tôi công nhận nha, cái loại giải mà giả gấm dốc thượng hạng á giống y như thật vậy. Tôi là thợ may là nhiều năm nè, nhìn cũng không biết nữa, hèn gì nhiều người bị lừa là phải rồi. Chưa hết đâu,
giả giống tới mức độ là không thể nào mà phân biệt được. Nó chỉ có điều á là nó mau phai màu thôi. Tôi còn có nghe nói á, xuống nước chừng dài ba nước hả, nhìn cái giải nó cũ mềm thì lúc đó làm sao đem cái giải để đi đổi lại ông chủ tiệm được. Hèn chi người ta máng vốn á, máng vốn ông là thợ may đó. Bây giờ làm sao mình lật mặt được cái người bán giải? Chẳng lẽ bây giờ đến nói người ta tin sao? Thì đó, bây giờ phải tìm cách nào mới được chứ. Đi vô. Đi vô không? Bắt trước luôn. Có cách. Giải đẹp quá vậy ta. Bữa nay tôi mới thấy giải của mình đẹp à. Lắm thiệt đó ông hả? Nãy giờ tôi bực mình dữ lắm rồi đó. Bực gì? Sao không bực mình? Từ sáng mơ tới giờ có thấy con ruồi nào nó bay qua không? Trời ơi, thiệt giờ muốn chết luôn vậy đó. Ruồi thì tôi không thấy nhiều người, hình như có đi qua đi lại mà đi chỗ khác chứ không có vô đây. Nhưng mà bà rảnh quá vậy? Thì có ngày là đông, có ngày ế. Chứ bà muốn ngày nào cũng đông hết gì cho tụi mình giàu rồi sao? Dĩ nhiên rồi, tôi muốn giàu, tôi muốn hỏng ngày nào tôi nơi tay chân nào tôi bán kiếm tiền, không hiểu không? Hiểu, ông lo buổi đi, lo sắp xếp đồ đạc đi, chúng người khách ta tới rồi ta vô đây tao mua. Ngoài có sao cho thiệt á. Bởi bà ơi, bà ơi. Gì vậy? Ra đây, ra đây. Có rồi, tới rồi hả? Chết tôi. Giàu à nhá. Trời ơi, sang nha. Ừ. Sang nha. Thì tôi nói bà là giàu mà. Trời ơi, ổng sang tới cái mức độ tiền ổng cà quay nè. Mời. Dạ. Để ông đi. Dạ, mời anh. Dạ, giờ mà. Dạ. Dạ, mời khách quan coi hàng đi. Mời đồ đó. Dạ nhiều, mặt hàng đẹp lắm đó khách quan. Dạ, cái loại này á, loại này là ở đây là coi như nó là loại gấm. Dạ, đồ này không có bán, đồ này bận. Tránh ra. Dạ, mời. Dạ. Wow. Ôi da, cái loại này á, dạ, cái loại này tôi nói thiệt nha. Loại này là gấm mà dệt mà con tầm á, tôi cho nó... Dạ, mời quan khách dòm. Dòm ra đây. Dạ, cái này là lụa tơ tầm nha. Dạ, thượng hạng lương đó. Dạ, mời khách quan coi đi. Dạ. Ở đây bán là đầy đủ hết ha? Dạ, đủ hết. Dạ, hàng của em đó ngang các nước láng giềng người ta bỏ cho em ở đây hết. Thành ra khách quan muốn mua mà hàng cỡ nào các nước xung quanh đây đều có hết. Dạ. Dạ. Vậy mà cái tiệm mình đó là buôn bán lâu chưa? Dạ, bán tới ba đời rồi đó. Đúng rồi. Đời em là cuối cùng tới đời ông cố tổ em tới bây giờ đó. Ba đời rồi đó hả? Dạ. Rồi mai mốt ông với bà không bán giải nữa làm gì? Ông sao ông? Bà hỏi tôi, hỏi ổng á. Dạ, khách quan nói vậy làm sao à? Có nghĩa là bà con người ta đồn á, ông với bà giờ là cờ bạc ăn chơi quá, bây giờ tán gia bại sản rồi, bây giờ là tôi sang cái tiệm, tôi có lòng không tâm tôi tới đây tôi sang cái tiệm vậy thôi. Đẹp trai, tôi nói cùng bạn tin. Tôi tới hố rồi. Cái chỗ trà bà để đâu? Nhớ trả cửa kìa. Chào chút. Ủa mà ông. Dạ để quanh đó. Vậy ông tào lao. Đây, thôi ông đứng lại đây đây. Đứng lại đây đi. Trời ơi, bữa nay mà tao bán không được ăn cái đốt phong lông cho mày chết luôn. Nghe đốt phong lông hả? Mọi đốt phong lông. Quýnh mày chết cha mày luôn. Mày ngon mày bước vô nhà tao đi. Dạ nha quýnh. Trời ơi, chết mày với tao à thằng quỷ. Tôi nói ông đó, để tôi lấy lửa tôi đốt nó cho rồi đi. Không cho, cứ đòi lấy cái chổi quơ chạy mất tiêu rồi thấy không? Nó chạy lẹ đó, nó chạy chậm một chút hả? Tôi đập cái chổi lên đầu nó cho chết cha nó. Chết tao, tôi không thấy giờ không có con ruồi nào bay tới luôn nữa nè. Ờ kêu rồi, có chịu tới kìa, chịu tới ghé vô tiệm mình. Ghé vô. Dừng kêu. Dừng kêu.
đừng chịu đâu, ghé chưa. Dạ. 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 Dạ, quý khách à, dạ. Xin chào hai ông bà, ông đây là... Chủ. À, dạ. Chủ, chào hai ông bà chủ. Dạ, chủ à. Bà lớn của chúng tôi từ ở trên kinh thành lặn lội xa xôi xuống đây. À. Kinh thành. Ông lớn của tôi là quan tri huyện, mới vừa lập công, được hưởng bổng lộc của triều đình nữa nha. Wow, bổng lộc triều đình. Không có nhiều nữa. Hôm nay có giải nào thượng hạng, mang ra cho bà lớn tôi coi. Dạ, dạ có chứ, dạ, dạ, có đủ hết. Dạ, 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 để đâu? Em lựa. Dạ, coi. Dạ, từ đây. Đây này là gấm thượng hải đó. Gấm thượng hải à? Dạ. Được không? Dạ, dạ được, dạ được. Có cái nào cao hơn gấm thượng hải không? Cao hơn. Dạ, cao hơn. Cao hơn, cao hơn. Cao hơn. Cao hơn. Đây là gấm thượng hải hạng nhất luôn à. Đây là gấm thượng hải hạng dạ, nhất à. Dạ, hạng nhất luôn. Để cho bà lớn coi cái đã. Dạ. Bà lớn. Dạ, thưa bà lớn. Dạ, 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 dạ. Ủa, sao sao không trả lời mà khe khe không vậy? Ủa, nó kỳ ha, sao bà lớn kỳ vậy ta? Dạ, hai ông bà chủ đừng có lo. Dạ. Tại ông bà lớn đi đường xa nên cái cổ nó hơi bị chật gân nữa mà. Dạ. Nên là không có nói chuyện được, nên khọt khẹt không à. Đang dạ. Ngậm, đang ngậm sâm. Dạ, dạ, khe khe là sao à? Giải xấu. Hả? Ủa, sao không nghe nói gì mà chê giải xấu là... Khẹt khẹt á là chê, còn khọt khọt á mới là khen đẹp. Khẹt khẹt là xấu. Xấu. Ồ. Dạ đây đây đây, hai không này. Không, không được, đây. Cái này mới đẹp. Cái này à, cái này. Dạ. Dạ, cái này. Dạ, cái này. Vậy là cái này ha. Dạ, dạ. Cái có này công... tốt đúng không? Dạ, cái này là binh ba tư hoa đó. Giải ba tư à. Dạ. Rồi. Dạ, thưa bà lớn. Giải đừng khẹt nữa. Khó 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 khó. Khó khó. Khó khó. Ủa sao khọt rồi khẹt nữa? Cái này ngộ quá, sao đi song song vừa khọt khẹt luôn là sao? Khó khọt là giải đẹp. Còn khẹt khẹt á là cái bông xấu quá. Trời ơi, giải đẹp gì mà còn chê nữa sao quan? Chê bông xấu. Dạ, dạ, dạ. Còn giải nào khác? Dạ còn chứ. Đây này, đây này, đây này, cái cây này á là xuất sắc nhất của cái tiệm của em rồi. Dạ, dạ. Từ đâu? Dạ cái này hả, từ ở bên ba tư lận á. Trời ơi, tên ba tư lận đó. Dạ. À. Rồi để tôi đem qua. Thôi. Sao vậy? Nãy giờ đi hoài xui muốn chết luôn à. Tới tôi. Ồ, xin mời. Dạ. Dạ thưa bà lớn. Dạ thưa bà lớn, chẳng hay bà lớn ngắm thử coi cái mình giải này có đẹp không. Giải này là thượng hạng nhất của tiệm của tôi à. Dạ xin bà ngắm thử à. Đó, thấy chưa, khọt khọt là đẹp. Dạ dạ, còn bà nhìn luôn cái bông, coi cái bông này nó có mỹ miều không à. Dạ. Chịu luôn rồi. Cái gì khổ cái chứ. Dạ nhưng mà ý bà làm sao à. Ủa sao mà ý của bà, sao mà bà làm ý của bà lớn nó là giải đẹp, bông đẹp mà mặt ông xấu quá. Ồ, ờ, nói theo đó đó, nói cái câu này là tôi chịu rồi đó. Trời, cái mặt ông xấu quá, hẹn ông chào hàng hôm nay dẫn cái chân để tôi. Yeah. Coi tôi nè, người đẹp nè, chào hàng trong coi nè. Dạ bẩm bà lớn, dạ bà lớn coi giùm em coi cái hàng này có được không à. Nó bắt kêu gì vậy? Trời ơi. Ý của bà lớn nói là mặt ông xấu, nhưng mà bù lại mặt của bà thấy gớm. À. Hay lắm vậy? Bang bang vô. Dạ nhưng mà cuối cùng là sao? Dạ cuối cùng là sao? Đây, tôi không nói nhiều nữa. Hai ông bà định gạt bà lớn tôi đúng không? Cái gì? Gì vậy? Hai ông bà tiệm bán toàn là giải xấu, giải không tốt. Ê, ê, ê. Dám là... Hả? Cái gì vậy? Giải không tốt? Ai nói tiệm tôi bán giải không tốt? Bà của tôi mặc toàn là gấm dốc lụa là giải ba tư, lụa thượng hải thì làm sao không biết cái này là giải xấu được. Ông đừng có nói tầm bậy. Nói tầm bậy. Tiệm của tôi là nổi tiếng từ đó giờ, đừng có vu oan cho tiệm người ta. Đúng rồi. Vu oan quá trời, không được đâu à. Đúng rồi. Hàng này là hàng giả. Hôm trước tôi mua cái này nè. Ồ. Cái loại này nè. Hai ông bà này là lường gạt. Mình phải đi báo quan. Lường gạt. Dạ 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 dạ. Dạ dạ dạ. Lường gạt. Thôi thôi thôi, đi báo quan. Đi báo quan, thôi đi báo quan. Thôi thôi, lường gạt. Thôi thôi đừng có đi báo quan mà. Cái gì đó từ từ rồi mình nói hay không? Bây giờ từ từ sao? Cho tôi thương lượng chút được không? Cho vợ chồng tôi thương lượng chút. Rồi, thương lượng đi. Đưa cái bà lớn đi. Vô lấy ngân lượng ra đi, lấy ngân lượng ra. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Chờ chút. À. Dạ chờ chút, dạ dạ, hai người chờ chút. Dạ dạ. Ông ơi, có rồi nè ông ơi. Có rồi nè. Rồi.
Đâu? Để tôi coi. Dạ, cầm đỡ cái này. Dạ, còn ở đây thì... Sao? Quý khách đây, còn, thôi, đưa đây. Nè, được rồi. Cái này coi như là bồi thường cho tôi đó. Dạ, vậy là được rồi. Đừng ra, đừng ra làng là được nè, rồi. Nè, nhưng mà hai ông bà phải lại tạ tội với bà lớn nha. Bà lớn từ trên kinh thành đường xá xa xôi xuống đây để mà mua những giải xấu như vậy sao? Dạ. Không mau tạ tội thành tâm á là có tội với triều đình đó nghe. Dạ thành tâm. Thành tâm rồi đó. Thành tâm đi. Dạ, tôi con gian lại bà lớn. Gian lại bà lớn. Gian lại bà lớn. Dạ. Ê, lâu lâu con mới buôn gian bán dở lần chứ đâu hết ngày nào con hứa với bà lớn. Dạ con tin bà lớn tha tội cho con. Mới lần đầu con mới buôn gian bán dở cho đó giờ con bán. Không phải. Hả? Bà nghĩ cái gì không? Nói gì? Ê. Sao giống tiếng ngái quá vậy? Tiếng ngái nhưng mà tiếng ngái không phải tiếng của người ngái. Không phải của người tức là thứ gì? Thì giống như con gì ngái á. Con gì ngái? Thôi đừng nói bậy nha. Muốn nói bậy à? Không nghe cái ông kia nói hả? Mình phải thành thật thì bà lớn mới tha tội cho mình. Chứ ông nói bậy nó bà không có được, biết không? Phải thành tâm bà lớn mới tha. Thành tâm bà lớn mới tha. Dạ, xin bà lớn mới tha tội. Nhưng mà bà lớn ngủ mình phải đánh thức bà lớn vậy bà lớn mới biết mình thành tâm hay không thành tâm chứ. Đúng rồi, bà ngủ mà mình xin bà đâu có nghe, đúng không? Giờ mình phải đánh thức bà lớn vậy thôi. Dạ thưa bà. Dạ thưa bà lớn. Bà lớn tôi ơi. Trời ơi. Cháu mặt quá trời ơi đất luôn. Mình bị ta lừa gạt rồi trời ơi. Mình bị lừa rồi. Cho vừa cái tội buôn gian bán dối. Tham thì thâm, vỏ quýt dây thì có móng tay nhọn. Đất gì mà cứng ngắc, cút ngoài cũng không được. Tôi ráng đi anh hai. Mày ráng mình đi, tao không làm nữa đâu. Thì nghĩ chút đi, để em làm cho xong. Chứ không lòng bác hộ đuổi hai anh em mình đó. Mẹ rồi phải không? Tao nói với mày rồi, cái đất này trâu bò cày còn không được nó chứ con người. Ê thằng kia, mới nói gì đó, làm biến hả mày? Tôi đâu có nói gì ông đâu ông bá hộ. Cái đất này nó cứng thiệt mà. Tụi tôi cuốc bao nhiêu lưỡi cuốc rồi, xuống cái đầu là mẻ cái đó à. Hổng dài á, tụi bay làm hư biết bao nhiêu lưỡi cuốc của tao. Sáng giờ tụi bay làm được có bao nhiêu đây đó hả? Tụi bay làm được hay không? Nghĩ đi. Vậy lần sau ông, tại đất cứng quá chứ tụi con cũng cố gắng hết sức rồi. Thôi khỏi nói nhiều với tụi bay, cho tụi bay nghỉ. Ừ, nghỉ thì nghỉ. Vậy ông trả tiền công mấy tuần nay cho anh em tụi tôi đi. Cái gì? Mày nói gì? Mấy tuần tiền công của tụi bay có đáng bao nhiêu? Có mua nổi mấy cái lưỡi cút vàng cút bạc của tao không? Tao không bắt đền là mai lắm. Còn mày đặt tiền công. Ông nói gì được hả? Anh hai, tụi bỏ đi anh hai. Tao nói cho mày biết, tao thấy thằng em của mày á, nó còn dễ thương. Còn mày á, thì ghét, rồi thứ làm biến. Tôi thì sao? Anh hai, tao từ đây á, triệt cho hai anh em mày khỏi làm ở cái làng này nữa. Muốn làm á, qua cái làng khác mà làm. Còn không á, vô rừng đốn củi mà ăn. Ông, anh hai, vậy thôi được rồi, bỏ đi anh hai, được rồi. Thôi bỏ đi. Công nhận á, mấy cái lưỡi cuối cùng này cũng được quá chứ. Dạ. Hai thằng này mắc bẫy mình rồi. Hai đứa bay á, kiếm cho tao mấy đứa khác cũng làm y chang như vậy. Làm nhiều á, đều đuổi, đỡ tốn tiền. Đói quá, tao đi hết nổi rồi. Thôi vậy mình nghỉ chút rồi đi tiếp anh ơi. Mình phải kiếm gì làm mới có tiền mua đồ ăn bỏ bụng chứ. Mày đi, tao đi không nổi nữa đâu. Thôi ráng đi anh ơi,
ngồi hoài là đi không nổi luôn á. Thôi ráng đi. Thôi đi nơi, ráng lên. Đi. Chắc tao với mày chết ở đây quá. Tao đói quá, tao chịu hết đói rồi Nhi ơi. Thôi ráng đi Nai. Em cũng đói quá. Nhưng mà mình còn sức, mình phải ráng ra khỏi cánh rừng này. Nè anh Hai, đừng có ăn. Anh Hai, coi chừng đau bụng chết đó anh Hai. Ăn cũng chết, còn ăn cũng chết. Chẳng tao chết đâu, còn không chết đói. Trần gian này ngày càng khó sống, ta cố hoài không sể, coi như hai người gặp mai đi. Những thứ này tuy xấu xí cũ kỹ nhưng đều có phép. Cái nồi làm ra bắp, gậy dạng dậm thì đi bất kỳ đâu. Con dao cùng hạ cây rừng như chặt chuối. Nhưng tự các ngươi phải tìm ra công năng của những thứ đó. Còn hám mới nơi cũ như bản tính cố hữu của con người mà quăng đi thì các ngươi thiệt. Bây giờ biết của báo rồi. Phúc hay họa thì do bản thân các ngươi tự giải quyết. Chúc may mắn, ta đi đây. Phải bỏ xác ở đây đừng tiếng nước độc mày sao? Ông trời ơi, tại sao ông lại khắc kẹt với tôi như vậy? Ủa anh hai, đây là gì? Sao tối hôm qua mình không có thấy? Ba cái dao cùng đòi đất, mấy cái đồ để làm được cái gì? Chắc cái tụi đi đường nó bỏ ở đây chứ gì. Lạ quá, nếu có người đi ngang đây thì phải thấy hai anh em mình chứ. Tại sao mấy thứ này lại ở đây hả anh ơi? Trong nồi có bắp nè anh ơi, có bắp nè. Đúng rồi, được cứu rồi. Dạ. Là bắp thiệt rồi, là bắp thiệt rồi anh ơi. Đừng có ăn nữa, ăn bắp sống là đau bụng đó. Nhưng mà anh đau quá, anh đau lắm. Thôi thôi, đừng ăn nữa anh ơi. Để em kiếm chỗ nào nó bóp cho anh hai ăn.
cái nồi này sẽ cất đi. Đi, đi nay. Trời ơi, mày điên quá. Mấy cái này mày lấy chi cho nặng vậy? Mấy cái cây này thiếu gì trong rừng? Bỏ đi, mình có cái nồi đất là đủ rồi. Thôi kệ, lỡ cần á, con dao này cắt dây máng đường đi cho đỡ mệt. Anh hai, anh hai cầm cái cây này giống đi đi. Từ đây ra bìa rừng còn xa lắm. Mày nhiều chuyện quá, cầm theo cho nặng hả? Bỏ đi. Anh hai, anh hai, chờ em với. Anh hai ơi, hình như mình lạc rồi. Đã đổi quá, mình đưa tao miếng bắp ăn cho đỡ đói đi vậy. Thôi ráng đi anh hai, ăn bắp sống đau bụng nữa đó. Ráng đem nghĩ cách coi sao. Mày định làm gì? Mày định lấy cái cây này mày phát quan hả? Mày có điên không? Nó lục như vậy chắc chừng nào mới đứt. Bỏ đi. Kệ, cùng đường rồi, để em thử coi sao. Hay quá chị ơi. Đúng là do thời. Đường đi, có đường đi rồi. Anh hai, chứ là ông trời thấy anh em mình ăn ở có đức nên mới cho mình bảo bối này đó anh hai. Đúng rồi, con xin cảm tạ trời đất. Anh hai, để em phát đường cho anh hai đi. Theo em anh hai. Có đường đi rồi, mình đi thôi anh hai ơi. Hay quá, kỳ lạ thế. Cái nồi thì làm đau bắp, còn con dao này chặt cây giống như chém bùn vậy. Còn cái gậy này không biết có thích sự gì không nữa. Thấy chưa, đúng là đồ bỏ đi mà. Quăng đi. Anh hai, mình cứ mang theo. Nếu có phép màu, trước sau gì mình cũng biết. Có giao thần rồi, anh hai ráng đi. Em sẽ phát quan đường anh hai dễ đi hơn. Đi anh hai. Chạy tiếp đi. Ráng đi anh hai. Tôi đi hết nổi rồi. Ráng đi anh hai. Đi thêm chút xíu nữa là em tìm cách nấu bóc cho anh hai ăn nha. Trời. Anh hai, cái gậy. Trời ơi, trời, sao nó bay lên vậy? Nó bay rồi. Ê ơi, ôm chặt vô, ôm chặt vô vậy, té đó. Vậy mà giữ chặt vô, công đó xuống dạ. Là té tan sát luôn đó. Dạ dạ. Nó tụ. Anh hai, mày bám chặt vô đi vậy. Leo lên đi. Anh dạ. Đi nguy hiểm quá. Anh hai leo lên trước đi. Để em. Cẩn thận nhanh thôi. Giữ chặt vô. Ôi chị ơi, anh hai. Cái gậy này nó hay quá, nó bay được luôn. Chưa bao giờ trong đời anh hai bay cao được vậy luôn á. Em cũng vậy, lần đầu tiên thấy cảnh đẹp vậy đó. Trời ơi, đẹp quá. Trời, cái cây này nó hay quá, nó hay quá chị ơi. Anh hai, anh hai, vậy là bây giờ mình có tới ba bảo bối thần kỳ đó anh hai. Đúng rồi, có cái nồi đó mình làm ra bắp bạn khỏi sẽ đói nữa ha. Dạ, còn con dao này em sẽ phát quan làm rẫy, đỡ mệt lắm đó anh hai. Trời ơi, cái thằng này sao mày khờ quá vậy? Mình có cái nồi làm ra bắp ăn rồi, mày khỏi có cần trồng trọt gì nữa. Mày trồng chi cho mệt vậy? Ủa, vậy
mình không làm gì hết hả anh ơi? Có chứ, mình làm nhiều thứ lắm chứ. Nè, mình lấy cái nồi đó, mình bắt nó làm việc ra bắp liên tục cho mình. Rồi mình lấy bắp, mình đổi lấy tiền, mình mua nhà, mua ruộng, mua vườn, hưởng già, khỏi làm gì hết, hiểu không? Hiểu, hiểu rồi. Ủa anh hai, nhưng lỡ tới khi cái nồi nó hết ra bắp thì mình ăn gì anh hai? Thì bây giờ mình mới tranh thủ nè. Trời ơi, mày hỏi tao hoài à, mày lo mày bay đi, lo hưởng thụ rồi nhìn phong cảnh, đâu phải lúc nào cũng được vậy đâu. Dạ, đẹp quá, hay quá, dãy núi luôn kìa, mày thấy không vậy? Rồi, thác nước rồi kìa anh hai, đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi, ngồi sát cho đi, đừng nói xuống dưới giờ. Dạ, đã quá. Ủa anh hai, bây giờ mình lên cao quá rồi, sao mình xuống? Sao mình xuống? Tao đâu biết đâu. Vậy á, để em điều khiển cây gậy thử, còn qua trái qua phải coi được không? Kêu nó thử coi. Qua phải nha. Tôi trực té. Hay quá, hay quá. Gậy thân kỳ. Cây này nó còn biết cái lời nữa. Dạ. Vậy ơi, bà nhanh lên vậy ơi. Vậy ơi, sao bà nhanh dữ vậy? Đã đi. Hay quá. Mổ lên đầu nó. Mổ nó cho tao. Hay quá con ơi. Mày thấy gà tao đá chưa? Anh hai. Để xíu. Thôi, bắt ra. Dạ. Lại tao biểu nè. Hai đứa bay phải chăm sóc hai con thần kê của tao cho cẩn thận nghe chưa? Mất một cọng lông là chết với tao. Dạ cậu hai. Nhưng mà giỏi đi. Tao thưởng cho nghe chưa? Dạ, dạ. Cậu hai, cứ để con lo. Giỏi. Đi đi, dậy lên. Dạ. Anh hai. Ủa, mày đi đâu đây? Đi đâu mà đem đồ tùm lum vậy? Không chán quá, em tính kiếm đất làm rẫy. Trời ơi, sao mày khùng quá vậy nhỉ? Nhà đầy đủ hết, mày muốn cái gì thì mày lấy cái đó, mắc gì mày phải đi làm? Tại em thích làm. Tao hỏi mày nè, mày làm nhiều để làm cái gì? Để có tiền đúng không? Có tiền xong rồi làm cái gì nữa? Có tiền là khỏi cần phải làm. Bây giờ mày có sẵn hết rồi, mày khỏi cần phải làm cái gì hết. Tự nhiên cái mày nai lưng ra mà đi làm kiếm tiền, sao mày điên quá vậy nhỉ? Anh không có hiểu đâu. Em đi, em bảo anh là em mang theo cây gậy với lại con dao. Đem hai cái này thôi hả? Dạ. Để cái nồi lại đúng không? Dạ. Vậy cũng được. Thôi được rồi, nếu mà mày muốn đi á thì anh cũng không cản mày nữa. Để đi, xong rồi lâu lâu có rảnh á thì ghé về đây, anh em mình uống rượu tâm sự. Chứ có cái gì khó khăn á thì nói anh giúp cho, chứ không người ta không biết, người ta nhìn vô người ta tưởng là anh đối xử tệ với mày ha. Dạ. Anh hai giữ gìn sức khỏe. Em đi nha. Đi đi. Cẩn thận nha. Dạ. Sao cái thằng này nó em tôi mà nó không giống tôi một chút xíu nào hết vậy ta? Trời, nó điên quá trời điên vậy. Đi đi, đi làm cho cực đi. Tao ở nhà cho nó sướng cái thân. Ta lớn công vậy chúa. Rồi mà lúc nào phụ hoàng cũng cho người theo hầu hạ ta hết. Công chúa ơi, sẵn cơ hội này chỉ có một mình ta sẽ đi dạo cho thoải mái. Công chúa, công chúa ơi. Vậy thật, đưa ta đến đây là đâu mà lạ quá. Giống hoàng cung quá. Khung cảnh thật là đẹp.
Nàng, nàng là ai vậy? Ờ, ta. Ta là tỳ nữ nội cung, chuyên hầu hạ công chúa. Vậy ra, đây là hoàng cung sao? Ừ. Nàng là tỳ nữ hả? Vậy là nàng được gặp mặt công chúa mỗi ngày hay sao? Ừ, thì sao? Người muốn gặp công chúa hả? Có chuyện gì không? Ờ, không, không có gì. Chỉ là ai cũng mong muốn một lần trong đời được nhìn thấy công chúa. Nhưng ta nghĩ giờ không cần nữa. Tại vì ta thấy không có ai đẹp bằng nàng. Ờ, vậy hả? Nếu như ngươi gặp công chúa thì ngươi sẽ thấy khác. Công chúa bao giờ chẳng cao quý hơn một tỳ nữ. Ta không biết, nhưng nàng là người cao quý nhất mà ta từng nhìn thấy. Ngươi đúng là khéo ăn nói. Ờ, ủa, ngươi là ai mà vô được trường thượng quyển này? Ta hả? Ta chỉ là một kẻ tầm thường, vô danh tiểu tốt, thích ngao du sơn hải thôi. Vậy sao ngươi lại vô được đây? Cấm vệ quân vòng trong vòng ngoài không gây khó dễ gì cho ngươi sao? Ta bay vô đây đó. Bay hả? Đúng rồi. Nhờ cái gậy này nè, đây là cây gậy thần, nó có thể giúp ta bay khắp nơi, dù là chân trời góc biển. Sao? Đã không tin hả? Cô muốn thử một vòng không? Yên tâm đi, ta sẽ đưa nàng về không xảy một cọng tóc mà cũng không ai biết đâu. Đi, lên đi. Được, chạy đi. Ừ. Nàng vững chắc nha, ta bay lên đó. Ừ. Gậy ơi, bay đi. Đẹp quá à. Đó, hoàng cung của nàng đó. Chàng có biết không, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hoàng cung ở trên cao đó. Công nhận nó rộng thiệt á. Đúng, nhưng bên ngoài còn nhiều cảnh đẹp hơn hoàng cung nữa kìa. Thiệt không? Để ta cho nàng coi. Đi. Đó, biển kìa, nàng thấy không? Biển, biển thiệt là rộng lớn. Ừ, nàng thích không? Thích, ta thích lắm. Đi. À, bên kia là rừng kìa, có nguyên ngọn thác trắng xóa luôn, đẹp quá. Đi qua bên đó đi, nhanh lên. Được rồi, được rồi. Nhưng mà ta nghĩ chắc mình phải về rồi, coi chừng công chúa kiếm nàng đó. Không sao đâu, công chúa nói ta cứ đi chơi thoải mái đi. Công chúa biết nàng đi chơi hả? Nói chung là công chúa cũng dễ với ta, thân mà. Thôi, ngươi chở ta đi đi, đừng có lo. Đi, qua bên kia đi, ta thích bên kia kìa. Đi. Thì hả? Được rồi. Thích không? Thích. Nếu nàng thích đó, thi thoảng ta sẽ tới chở nàng đi ngoại thành. Nàng thường rảnh khi nào? Bất cứ lúc nào ta cũng rảnh hết á. Ủa? À, ta sẽ nhờ người khác, dễ mà. Vậy hả? Công chúa ơi. Công chúa. Công chúa tới rồi, ngươi đi đi. Đi đi. Vậy ta đi nha, gặp lại nàng sau. Gậy ơi, bay đi. Chúa trốn ở đâu á mà em tìm người mệt quá à. Người chơi dở ẹt à, có vậy tìm cũng không ra nữa. Sao mà em kiếm ra được? Công chúa bịt mắt xong rồi chạy ra đây đứng. Công chúa chơi ăn gian quá. Thank you.
Sao nói á, tới đây rủ người ta đi chơi, vậy mà mấy ngày nay biệt tâm à, làm ta phải đổi đồ với tỳ nữ để ra đây nữa nè. Tỳ nữ, ta cứ sợ là không gặp nàng. Ta chờ sẵn ở đây sao mà không gặp được. Vậy hả? Hôm nay ta đưa nàng tới chỗ này hay lắm. Thiệt hả? Ở đâu? Đi đi rồi biết. Nàng lên đi. Lên đi. Đây là vườn hoa màu của ta. Đã bao giờ nàng trông thấy một vườn hoa màu như vậy chưa? Chưa. Đây là lần đầu tiên ta ra khỏi cung đó. Vườn này là do chính ta chàng trồng hả? Phải. Chính ta trồng đó. Nàng có thích không? Thích. Nếu nàng thích thì tốt quá. Đương nhiên là ta thích rồi. Nhưng mà sao ta không thấy lính đâu hết vậy? Hả? À, ý ta là thợ làm vườn á. Một mình chàng làm sao có thể làm hết được những việc này. Ngoài cây gậy ta còn có những bảo bối nữa. Nhưng nàng hứa là không nói cho ai biết nha. Ngoài cây gậy này ra chàng còn những thứ khác nữa hả? Đúng vậy. Ngoài cây gậy thần này ra, ta còn có một con dao thần nữa. Tuy bề ngoài có vẻ cũ kỹ, nhưng mà nó giúp ta khai quang, mở rộng ruộng vườn. Chỉ cần gieo hạt, vun trồng là xong. Hay quá, ta muốn thử. Hôm nay ta đưa nàng về đây cũng là muốn dò hỏi ý nàng, xem nàng có yêu cây trồng, yêu cỏ cây hay không. Nếu như nàng thích, chẳng hay nàng có vui lòng vì làm vợ gã nông dân quê mùa này chăng? Cái đó thì ta biết nàng là thị nữ ở nơi cung cấm, nhưng mà chẳng hay nàng có thể nói khó với công chúa cho ta chuộc thân cho nàng. Công chúa thì ưng rồi đó, nhưng mà công chúa ưng rồi, nàng xin rồi hả? Ý ta nói là nếu mà xin công chúa thì chắc chắn là công chúa sẽ đồng ý rồi. Chỉ sợ là phụ hoàng, ý thiếp là hoàng thượng sẽ không cho. Sao kỳ vậy? Hôn nhân của một thị nữ cũng phải do hoàng thượng quyết hay sao? Ý ta là thôi, chuyện đó nói sau đi. Chàng dẫn thiếp đi qua bên kia hái trái đi. Được rồi, nàng theo ta. Trời ơi, công chúa đi đâu không biết nữa. Nói giờ bảo về mà giờ quá ngọ rồi, cô không thấy đâu hết. Hoàng hậu hay hoàng thượng thình lình triệu kiến thì ta biết nói sao đây. Nhìn từ xa nha. Dạ. Mà dù không có thấy mặt nha, nhưng cái dáng cà nhoi là biết con ta rồi đó. Dạ. Công chúa ơi. Ủa. Dạ. Sao kỳ cục vậy? Sao hôm nay con gái ta để tóc kỳ cục vậy ta? Dạ khởi bấm hoàng thượng, thật ra là công chúa tí ta tí tởn, nhí nha nhí nhảnh vậy á. Cái kiểu tóc này á hợp với tính cách của tụi con nít. Phải bấm hoàng thượng để cho hạ thần. Gì vậy? Nhìn cái dáng dốc này là biết con gái của ta rồi. Cái vụ mắc cỡ mà che mặt á, bữa nay mới có à? Bữa nay có vụ kỳ cục vậy? É thẹn nè. Công chúa, bỏ tay xuống cho phụ vương coi mặt coi. Công chúa, người bỏ tay xuống cho hoàng thượng xem mặt. Công chúa, bỏ tay xuống đi. Bỏ tay xuống. Hả? Người dám? Người? Trời, người to gan. Người quá to gan. Người dám lấy đồ của công chúa mặc vô rồi đi tới đi lui. Ngươi có biết là ngươi làm như vậy là phạm thượng, ngươi sẽ bị chém đầu hay không hả? Dạ con lại hoàng thượng, con lại thị quan, tha cho con. Con có ăn á 10 cái mật gấu con cũng không có dám làm cái tội tài đình này. Số là công chúa biểu con đổi đồ với công chúa. Công chúa kêu nhà ngươi đổi đồ? Dạ. Rồi công chúa đâu? Dạ dạ con không có biết. Con cũng đang chờ công chúa về. Dạ khởi bẩm hoàng thượng, nếu như mà công chúa chỉ đi dạo trong ngự hoa viên này thì thần nghĩ không nhất thiết phải cải trang như vậy. Có khi nào sao hoàng thượng, công chúa trốn đi chơi? Cái gì nhà ngươi nói cái gì? Con gái ta dạy dạng tỳ nữ ra ngoài thành chơi à?
nó không có biết bao nhiêu sự nguy hiểm đang bủa vây nó không? Nhà ngươi á, con ta đi mà không thông báo người ta biết, con ta mà có chuyện gì á, chặt đầu nhà ngươi nè, chu di cụ tập nè. Dạ, con lại hoàng thượng, con lại hoàng thượng. Trời ơi, con lại hoàng thượng tha cho con. Nàng cẩn thận nhé, sắp hạ xuống mặt đất rồi đó. Thôi ta về, nàng bảo trọng nha. Chàng cũng vậy, chàng đi bảo trọng nha. Ủa, chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng thượng, công chúa cởi gậy đi chơi với trai. Công chúa cởi gậy đi chơi với trai à? Nè, chuyện đó là như thế nào? Cha mẹ nó quan lớn cỡ nào? Hào phú hay đại gia? Gia sản như thế nào? Kể. Dạ, chàng mồ côi, không cha không mẹ, không gia thế, không học hành, không bằng cấp, không tài sản gì hết. Tụi nó có cái gì? Không có cái gì hết trơn đợi. Thì làm sao vô đây? Bây giờ hiện tại nè, thằng đó có cái gì? Dạ, có nhiều lắm cha. Chàng có một trái tim nhân hậu, có một tâm hồn thuần phát, có đôi tay mạnh mẽ, biến sỏi đá hoang du thành cây trái xanh tươi. Và trên hết là chàng có trái tim của con, thì con muốn lấy chàng. Trời ơi, trời, trời ơi. Con lấy cái thằng nông dân đó để con trở thành cái mụ nông dân hả? Dạ, con muốn làm mụ nông dân. Trời ơi, chết rồi. Công chúa ơi, con tưởng con ra khỏi cung cấm là con sung sướng sao? Con tưởng là người nông dân chân lắm tay bùng sung sướng lắm sao? Vui lắm cha, con thử rồi, con muốn sống như vậy suốt đời luôn. Trời ơi, công chúa ơi, con điên mất rồi. Một công chúa đương triều như vậy mà chịu đi lấy một người nghèo kiết xác như vậy. Trời ơi, một đồng bạc cũng không có trong mình. Rồi sau này cuộc sống con sao? Lúc đó thì con thế nào? Con có thấy trước hậu quả không? Nó bỏ bùa mà xuống lú con hay không? Trời ơi, cha mà gặp nó ở đâu cho chém nó bay đầu luôn á. Lăng trì nó, cho ngựa tứ mã thành tay luôn. Cha, cha làm như vậy á, con chết theo chàng luôn. Con thề đó. Chết. Dạ bẩm quan thượng, xin ngài dừng cơn thịnh nộ, kẻo nó ảnh hưởng tới long thể của ngài. Con đã nói là không có bùa mê thuốc lú gì hết á. Trời Phật thấy chàng hiền lương nên cho chàng một cây thần và con dao thần đó. Cái gì? Nói chung á là trời cho, chứ không có khuất tất gì hết. Công chúa, hồi nãy công chúa mới nói cái gì, cái con dao thần á, sao công chúa không nói rõ ra đi, rồi để cho thấy được chàng trai đó minh bạch vô tội. Vậy đó. Sao? Để kể cho nghe. Rồi sao? Cây thần đó hay lắm. Vậy đó hả? Muốn đi đâu á thì tùy ý. Ủa? Còn cây dao thần đó hay lắm. Chặt. Chặt. Đúng. Đúng cái cổ thụ như cắt cỏ vậy đó. Tôi thử rồi nè. Ghê vậy. Ta cắt ta cắt mà. Còn bén mạng ra đây nữa nha. Gặp đâu chém đó, gặp đâu chém đó đó. Cha. Dạ khởi bẩm hoàng thượng, theo thần thiết nghĩ, công chúa chưa từng rung động trước một chàng trai nào khác, kể cả các hoàng tử láng giềng tới Dương Tôn công tử trong triều. Vậy mà một hai muốn lấy chàng trai dân giả đó, thần trộm nghĩ chắc chắn rằng phải có một lý do gì đó. Hoàng thượng, sao hoàng thượng không tới gặp một lần cho biết, để xem coi biết đâu có điều gì thú vị thì sao? Từ thời khai thiên lập địa tới giờ tôi mới thấy ông nói một câu nghe được á. Công chúa, thần thì lúc nào cũng muốn giúp cho công chúa. Thôi. Dạ khởi bẩm hoàng thượng, thần nghĩ là thôi được. Ta nể lời của thị quan, ta cho phép con mời chàng trai nó vô triều đình một lần cho ta biết. Công chúa, tiện thể công chúa nói chàng trai đó nhớ đem hai cái vật phẩm đó vô đây, biết đâu khi mà trời cho hai cái vật phẩm đó thì chàng trai là người có phúc đức, thì sẽ là điềm phúc, điềm tốt. Lúc đó hoàng thượng thấy người sẽ hồi tâm đổi ý thì sao? Đúng không công chúa? Dạ, để con nhắn chàng rồi con báo lại phụ hoàng nha. Ừ. Con chào phụ hoàng. Đi đi con gái, đi đi. Dạ. Ý của người sao? Bây giờ muốn giết nó luôn hay là đưa nó vô cái cung này, rồi mình lấy luôn hai cái món đồ của nó?
Dạ khởi bẩm hoàng thượng, không có chuyện gì mà mình không đổ tội cho chàng trai đó được. Hoàng thượng không nghe nói sao? Công chúa nói là nó có hai cái báo vật mà trần gian này có tiền á cũng không có mua được. Bây giờ mình phải nắm lấy hai cái báo vật đó, rồi sau đó cho nó về trời cũng được. Trời ơi, kế bên ta có một người thâm hiểm như ngươi. Ta cũng sợ lắm. Thị nữ, thị nữ ơi, thị nữ ơi, ta tóm được ngươi rồi. Ủa, ngươi là ai mà dám đột nhập vào giường thượng quyển? Ngươi muốn chết hả? Ta, nàng hiểu lầm rồi. Ta tìm một nàng thị nữ giống nàng. Mà không, cô ta là người rất đẹp. Nàng tên gì mà ta cũng quên hỏi mất tiêu rồi. Ta chỉ biết nàng là thị nữ thân cận của công chúa đó. À, ta hiểu rồi. Vậy thì bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi gặp công chúa để ngươi hỏi nhiều hơn ha. Không được đâu, nếu gặp công chúa thì nàng ấy sẽ nguy mất. Không được đâu. Phải nguy thôi. Tỳ nữ trong cung cả gan lén lút hẹn hò trai lạ. Kỳ này ý trung nhân của ngươi tiêu rồi. Nàng, xin nàng tha cho ta. Ta phải làm sao đây? Đi, hay là đợi ta la lên cho lính vô? Nàng tha cho ta đi, nếu không nàng ta sẽ nguy mất. Đi theo ta. Nàng tha cho ta đi mà. Nhanh lên. Ta xin nàng. Dạ. Chuyện gì mà kinh động đến ta vậy? Về bẩm công chúa. Về bẩm công chúa, tôi là Nhị, là một người nông dân, đã trót thương thầm một thị nữ trong cung. Nếu không phải tội chém thì xin công chúa hãy chém thần mà tha cho nàng. Công chúa hỏi ngươi có thật là dám chết vì tỳ nữ mà ngươi quen hay không? Dạ bẩm thật. Thưa công chúa, tôi còn yêu nàng hơn chính bản thân của mình. Đủ rồi, chàng đứng lên đi. Thì ra là nàng hả? Vậy mà nãy giờ nàng đùa giỡn, làm ta sợ muốn chết. Nàng mặc bộ đồ này đẹp quá, chắc chắn là không ai đẹp bằng nàng. Kể cả công chúa. Thề với thần tiên ở trên trời luôn đó. Bẩm công chúa, sến quá, mà đúng là chàng yêu thật rồi. Công chúa, thử lỗi cho ta vì đã che giấu thân phận với chàng. Nhưng nếu không làm như vậy thì chưa chắc chàng sẽ dắt ta đi ngao du sơn thủy. Cảm ơn chàng đã luôn đối với ta như một cô gái, chứ không phải là một công nương. Vậy ra Nàng thật sự là đương kim công chúa. Ta phải nói thật với chàng, vì chàng cũng phải ra mắt phụ hoàng mà thôi. Ra mắt phụ hoàng? Ra mắt hoàng thượng? Ừ. Ta... Chẳng phải muốn lấy nhau là phải ra mắt cha mẹ sao? Có một cái chuyện còn thôi. Cho dẫn chàng thanh niên nó về triều. Vậy mà cũng lâu lắc nè. Hôm qua cái giờ cũng chưa nhắc cho ta thấy mặt. Hoàng thượng, công chúa về. Phụ hoàng, chàng tới rồi nè phụ hoàng. Dạ, muốn tâu thánh thượng. Thần là Nhị, kính chúc thánh thượng vạn thọ vô cương. Phụ hoàng, chàng nhát lắm, phụ hoàng đừng có làm cho chàng sợ nha. Khởi bẩm hoàng thượng, cái chàng trai đó đó, nhìn coi bộ cũng khôi ngô tuấn tú dữ lắm. Nghe nói ngoài cái dây thần nhà ngươi chở công chúa con gái ta đi chơi, còn có một cái dao thần nữa. Cái kia có phải là cái dao thần không? Dạ. Phụ hoàng kêu chàng tới chỉ để hỏi như vậy thôi sao? Công chúa, từ từ. Thần thiết nghĩ hoàng thượng thấy những vật dụng đó đó
thấy giống y chang bề ngoài của chàng trai kia. À không phải, tại vì nó sần sùi, xấu xấu vậy, nhưng lại cực kỳ hữu dụng. Cho nên á, hoàng thượng tò mò muốn tìm hiểu vậy đó mà. Dạ, không hề gì. Đây chính là con dao bệ hạ vừa nói tới. Nó giúp thần chặt cây phá rẫy dễ như chơi. Nhờ vậy mà ruộng vườn của thần ngày càng mở rộng. Những thứ đó chỉ có tác dụng khi có bàn tay của chàng. Chính chàng đã tạo ra những báu vật đó. Thì ra là vậy à. Ta có thể xem qua hai cái báu vật đó được không? Dạ. Nó không trả lời là đồng ý rồi đó. À, lấy đi. Dạ hoàng thượng. Trời ơi, ta nhớ cây gậy nè. Con gái ta bay trên mây đẹp lắm à. Ta là vua một nước mà chưa bao giờ được bay trên cung đình này. Còn con dao này, thấy nó có công dụng gì thần kỳ lắm hay không? Dạ. Cha, cửa cái cây gậy này nè, bay lên trời á, thích lắm luôn á cha. Đã sao đã? Mình sẽ thấy hết tất cả những gì trên mặt đất luôn. Đã lắm. Ta thấy còn đã mà, đừng có nói. Dạ, muôn tâu hoàng thượng, phúc lớn cho thần. Trong lúc dạo chơi lạc dược thượng quyển, vô tình gặp được công chúa và đã trao lời hẹn ước cùng nàng. Hôm nay thần xin bệ hạ cho thần rước công chúa về làm vợ, yêu thương và tôn trọng đến trọn đời. Đó. Dạ. Hoàng nghe nói gì chưa? Dạ không. Rồi cưới gái ta. Đúng rồi. Mắc cười quá. Ủa, hoàng thượng. Hoàng thượng, đừng làm thật lo hoàng thượng. Dạ có sao không cha? Họ bắt đi được người nữa. Những người điên ha. Những người nhìn nhận người ra đi. Đồ khốn rách đau không? Dám lấy công chúa Đường Triệu làm vợ. Cha, sao cha lại nói như vậy? Lên đâu, dám nó vào trong cung. Ngày mai chém đồng những cái tội phạm thượng khí quân. Hoàng thượng, xin hoàng thượng suy xét lại. Dạ. Dạ. Hoàng thượng, thần không có tội. Hoàng thượng, xin còn hoàng thượng suy xét lại. Ta sẽ súng dạ. vào công quỷ. Hoàng thượng, dạ. Hoàng thượng, thần vô tội. Cha, cha lừa con chữa cho cha coi. Trên cái gì, quân sĩ đâu, giam công chúa lại. Cha. Sao lâu quá mà không thấy thằng Dê nó về. Đã nói rồi vậy mà không nghe. Chắc làm ăn thất bát lắm, mắc cỡ không dám về đây. Nói rồi mà, tranh thủ hưởng thụ đi. Cái thằng khờ quá, đúng là điên mà. Ủa, ta đã cho người giống lại, tại sao anh ra đây được hả? Phụ hoàng thả chàng ra đi. Phụ hoàng, con mà nói một lời nào nữa, ta sẽ lôi đầu nó ra, ta chém ngay tức khắc. Đừng, phụ hoàng muốn sao con cũng nghe hết. Lấy ai cũng được, miễn là chàng được sống thôi. Con đồng ý lấy bất cứ một người nào mà ta chọn phải không? Với điều kiện con thể chàng còn sống bước ra khỏi cung. Chỉ cần nghe chàng bị sát hại thì con lập tức cắn lưỡi chết ngay tại chỗ. Thôi được rồi, ta đồng ý. Đội ơn phụ hoàng. Hoàng thượng có lệnh, ngươi mà lén phán tới đây giết không tha. Công chúa có sao không? Ta muốn gặp công chúa. Giờ này mà ngươi còn muốn gặp công chúa nữa hả? Dừng lại. Dạ công chúa. Công chúa, nàng có sao không? Nàng có bị gì không? Chàng đi đi, đừng lo cho thiếp. Đi. Chàng hãy trốn đi thật xa. Thiếp chỉ lo cho chàng được tới đây thôi. Nàng... Chàng đi. Nàng nói vậy là sao?
đi. Công chúa, nàng nói vậy nghĩa là chúng ta không bao giờ gặp lại được nhau nữa sao? Chàng đi đi, ráng giữ gìn sức khỏe. Ta hiểu rồi, nàng cũng vậy. Bái biệt. Gãy thần, ta phải đi cả tháng mới về tới nhà. Hoa màu chết hết, phải chỉ có giao thần thì dễ đi hơn. Ta sắp lạc nữa rồi. Không ngờ người cao sang tột bậc mà lại xấu xa dường đó. Ta với nàng yêu nhau đâu có tổn hại thứ hai đâu. Đói quá, không thoát khỏi khu rừng đêm nay. Không bị thú dữ ăn thịt thì cũng chết vì đói. Sống rồi. Đúng là ông trời thương ta, cho ta cái chuối này. Con xin cảm tạ trời đất. Mà sao cái chuối này có màu kỳ lạ quá, không biết ăn vô có sao không. Thôi kệ, nếu không ăn thì chết đói. Trời Phật ơi, con cứ nghĩ cuộc đời con may mắn, không ngờ là con đã phạm thượng nên mới ra nông nỗi này sao. Đúng là tại ta được bốc mà đòi trời mắm son, dân đen mà đòi cưới công chúa. Ta bị trừng phạt như vậy là đúng rồi. Bây giờ mà về làng thế nào cũng bị thiên hạ chế cười. Nhưng không lẽ bỏ mạng ở đây, ta phải về thôi. Thank you.
làm sao ra khỏi khu rừng này đây? Trái gì lạ quá? Ăn vô lỡ trúng độc hay là mọc thêm cái bướu nữa thì sao? Còn thứ gì ghê gớm hơn cái sừng này nữa chứ? Thôi kệ, cứ ăn thôi, thì mấy cái bướu nó cũng chẳng sao, chết là càng tốt. Quá thoải mái làm sao, chỉ cần no bụng là được. Tính ra ta cũng có lắm gặp mai đó chứ. May quá, không mọc thêm cái bú nào hết. Không biết có mọc thêm cái sừng nào nữa không. Hết rồi, hết rồi, hết thật rồi. Cô xin cảm tạ trời đất. Hết rồi, hết rồi. Đúng là trái thần kỳ. Ăn trái kia vô thì mọc ra một cái sừng, còn ăn trái này vào thì cái sừng biến mất. Không phải ta có cách lấy lại bảo bối và đòi lại công chúa rồi sao? Công chúa, công chúa ơi, có chuyện lớn rồi công chúa ơi. Chuyện lớn lắm. Tới rồi công chúa. À không phải, quay lại rồi. Cái anh chàng mà cởi gậy đó công chúa, quay lại rồi. Người nữa cái gì? Cái anh chàng mà cởi gậy á, quay lại rồi. Công chúa, ngươi đúng là một tên to gan cứng đầu lì lợm. Ngươi còn dám quay lại đây hả? Muốn đâu chém? Dừng lại. Chà bẩm hoàng thượng, sợ dĩ thần nói dừng lại là bởi vì nó có một trái thần muốn dâng lên hoàng thượng. Trái thần? Công chúa, mình nán ở lại đây chút xíu đi. Dạ thưa bệ hạ, đúng là hạ thần còn một thứ bảo bối nữa. Hạ thần nghĩ hoàng thượng thích giao thần gậy thần thì chắc chắn sẽ thích bảo bối này, nên mới mạo muội đến đây để xin được đổi bảo bối lấy công chúa, dù cô chết cũng cam lòng. Anh chàng này suy tình làm sao á, phải chi em cũng gặp được một người gần gần giống vậy ha. Nhà ngươi đâu bảo bối đâu, đưa ta coi. Dạ, cái món này quý hơn hai cái món trước nữa. Lỡ thần đưa ra mà hoàng thượng không giữ lời hứa thì sao? Ở đây trước mặt mọi người, thần mong là hoàng thượng cho thần một lời hứa. Hoàng thượng, hứa đi, hứa đi. Hứa đi hoàng thượng. Người muốn gì? Tao hứa đồ đó. Lẹ lên, đưa cho ta coi lẹ lên. Dạ. Đưa đây. Đưa đây, nhanh lên. Đừng có lấy bảo bối của tôi. Trả lại cho tôi đi. Trả lại cho tôi. Trái này nó giống trái chuối ghê hoàng thượng. Trái chuối chứ còn gì nữa. Trái này trái chuối chứ có gì đâu. Chuối ngon quá trời. Trái chuối. Kính dân hoàng thượng một trái. Hoàng thượng cho hạ thần một trái. Khoan. Dạ. Khoan ăn. Cái thằng này nó chưa nói trái này là nó có cái công dụng gì, lỡ ăn vô chết sao? Dạ. Trái chuối này có tác dụng là trường sinh bất lão, càng ăn càng trẻ. Ăn hoài trẻ mãi. Hoàng thượng nghe gì chưa? Trường sinh bất lão. Ăn càng nhiều càng trẻ. Dạ. Hợp những cái dạng như hoàng thượng á. Tại sao không ăn? Tại sao không ăn? Ăn liền chứ. Ăn cho trẻ lại. Không có nổi, từ từ.
ngon. Sao mà nó có loại chuối hay quá. Đau bụng quá. Đau nữa. Đau quá. Đau nặng quá. Đau quá. Quang thượng. Cái đầu, cái chân. Cái đầu. Cái gì? Cái đầu hoàng thượng. Có cái gì đó lú lên kìa. Cái đầu ta mà lú gì, cái đầu người mới lú á. Có mà. Cái đầu ta mà lú cái gì? Đó, y chang của thần luôn. Công chúa, người coi kìa. Ngươi thật là to gan, dám làm cho vua một nước bị mọc sừng. Lần này ta phải giết nhà ngươi. Dạ thưa bệ hạ, lúc thần ăn chỉ có nửa trái chuối, mà cái sừng của thần mọc cỡ này. Hai người ăn liền hai trái, chắc cái sừng lát nữa sẽ mọc dài hơn nữa đó. Nè, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi ăn nửa trái chuối mọc sừng, mà bây giờ cái đầu ngươi không có cái sừng hết. Vậy là ngươi có thuốc giải đúng không? Dạ đúng. Đúng là hạ thần của thuốc giải. Thị quan đúng là người lúc nào cũng nhanh trí hơn người. Giết nó. Quan thuốc giải. Quên, ta quên. Dạ thưa bệ hạ, bây giờ bệ hạ có giết hạ thần, thần cũng cam lòng. Nhưng thần chỉ sợ lúc mà hạ thần chết rồi thì sẽ không ai đưa thuốc giải cho hai người. Thuốc giải đâu? Nhà ngươi mau đưa cho ta. Dạ, hạ thần sẽ đưa thuốc giải cho hoàng thượng. Nhưng hạ thần có điều kiện. Được, điều kiện gì? Nói đi, nhanh lên. Dễ thôi. Thứ nhất là xin hoàng thượng cho thần được lấy công chúa. Thứ hai là xin hoàng thượng hãy trả lại hai bà bố cho thần. Ta giết cái người. Giết. Khoan. Giết gì? Phụ hoàng mau thả chàng ra đi. Trả lại cho chàng hai báu vật đó, đâu phải là của phụ hoàng đâu. Công chúa ơi, biểu đưa thuốc giải cho ta. Con muốn cưới chàng, phụ hoàng tha cho chàng đi, con sẽ nói chàng đưa. Trời ơi, nó làm cho ta mọc cái sừng, mà con còn muốn lấy nó làm chồng sao công chúa? Nếu như phụ hoàng không ép chàng thì đâu có ra nông nổi này đâu. Thôi được, đưa thuốc giải quỷ quái của nhà người đi. Ta trả lại, dao nè, gậy nè, để đổi lấy cái cặp sừng khủng khiếp này. Đưa thuốc giải đây. Dạ thưa hoàng thượng, hạ thần sẽ đưa thuốc giải cho hoàng thượng. Nhưng lấy gì đảm bảo hoàng thượng sẽ giữ lời hứa? Ta mà nuốt lời cho ta bằng thêm một cái sừng nữa đi. Dạ hạ thần sẽ đi lấy thuốc giải. Hạ thần không dám mang theo, tại vì sợ sẽ bị cướp như lần trước. Xin bệ hạ cảm phiền đợi hạ thần mấy ngày, hạ thần sẽ mang về. Trời ơi, mấy ngày lận hả? Mấy ngày lận hả? Thôi đi lẹ giùm. Công chúa, nàng sẽ chờ ta chứ? Ta sẽ đợi chàng cho đến khi đầu bạc răng long. Thôi đi lẹ đi. Đi. Đừng đâm mà nắm ta cái chi nữa. Nàng đợi ta nha. Anh hai ơi, anh hai, em dẫn em dâu về ra mắt anh hai nè. Anh hai ơi, anh hai. Vậy anh hai. Vậy ơi, em về rồi anh hai, mừng quá vậy ơi. Anh hai, sao anh hai ra nông nỗi này vậy? Anh hai sắp chết rồi vậy ơi. Do anh hai ăn chay trắc tháng nên bị trời phạt, cái nồi giờ không còn tác dụng nữa rồi. Cái nhà này lát nữa người ta cũng tới xiết luôn rồi vậy ơi. Anh hai chết rồi vậy ơi. Ngày nào anh hai cũng trông gì về hết vậy ơi. Phải chi hồi đó anh nghe lời em, đừng có ỷ vô cái nồi mà ăn chơi trác tán thì giờ đâu đến nổi. Nhưng không sao đâu anh, anh cứ về với em. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm, huống gì mình có dao thần, có gậy thần, ngao vô đây đó nữa, đời còn gì vui hơn nữa anh. Đúng không này? Dạ phải đâu đó anh hai. Bây giờ anh hai biết anh hai sai rồi. Dạ. Thank you.
con nói quan nghe nè, sáng giờ quan đi chắc con thấy quan mệt lắm rồi phải không? Theo ta thì ngươi mệt chứ không phải ta, muốn nghỉ chân phải không? Quan đúng là thông minh á, con nói có mấy câu mà quan đã hiểu rồi đó. Mà quan ơi, con nói quan nghe nè, sao mình không ở công đường đi rồi có ai kiện cáo gì á, rồi mình xử cho nó khỏe, chứ đi lang thang vậy mệt muốn chết luôn á. Không đi thì làm sao hiểu thấu dân tình, không tận mắt thấy thì làm sao mà xử việc công bằng đây. À mà quan ơi, con nói quan nghe cái này nè, tại mấy đời quan trước á, miễn có vụ gì á mà nổi cộm á, triều đình để ý tới á, thì mấy quan kia mới di hành, chứ bình thường á còn khuya á, như thằng nào không bắt đó về quýnh sặc máu cào đệm, nó đau quá rồi cũng khai à. Vậy mới có vô số vụ quan sai. Thôi không nói nhiều, còn ngươi nữa, bỏ rượu đi, lo mà rèn luyện thân thể nữa. Nghe nói là chiều nào á ngươi cũng nhậu bét về với các quan chức viện ở trong làng chứ gì. Không thay đổi là ta thay người khác á. Xin lỗi quan à, con bỏ quan được chứ không bỏ rượu được đâu. Ngươi nói cái gì? Con lộn, con chỉ vì quan mà thay đổi. Nhưng mà cái gì muốn thay đổi á phải có từ từ, phải có quá trình chứ quan, thấy không? Giống như là hôm bữa thay đổi ngân sách triều đình đó, tự nhiên các cái cục á, quan thấy sốc không? Thôi ngươi không có lèm bèm nữa nha. Ngươi có thấy ngôi chùa trước mặt đó không? Ta muốn ghé đi xin miếng nước mưa cho ngươi nghỉ chân chốc lát luôn đó. Dạ quan đúng là thương lính, mình đi quan. Cẩn thận cái miệng của ngươi đó, đã di hành còn một tiếng gọi quan, hai tiếng gọi quan, còn giấu được ai? Dạ con biết rồi quan. Ý lão gia. Mời thí chủ. Dạ, đa tạ sư ông. Thầy tớ tôi tính ghé đây nghỉ chân bên ngoài, ai ngờ được tiếp đón chu đáo quá, đa tạ. Chỉ là chén nước sôi, thí chủ đừng bận tâm, xin mời. À, dạ. Mô Phật. À, dạ. Dạ thưa thầy, số tiền trùng tu chùa đã bị mất, giờ tính sao thầy? Mất rồi thì thôi, đóng cửa, chẳng lẽ cấm luôn người ngay lễ Phật? Mô Phật, vậy mình có nên báo quan không thầy? Không, không báo. Ta không muốn xây nhà làm kinh động cửa chùa. Mô Phật. Chào thí chủ. Hình như trong chùa đang có sự. Chẳng giấu gì thí chủ, chùa đang có một số bạn kha khá, tính sửa sang lại đại điện hậu liêu. Ai ngờ trộm đã vô lấy hết. Giờ mấy đệ tử có ý tạm đóng cửa chùa để tra xét, nhưng toàn huynh đệ đồng đạo với nhau, làm vậy coi sao được. Vậy là gặp đúng người rồi. Hình như là thầy không có ý định báo quan. Đã không tra xét lẫn nhau, mà nỡ lòng nào báo quan cho lính tráng ập vô tra xét, làm kinh động thiền môn, tai tiếng Phật tử xa gần. Thầy có nghi cho ai chăng? Mô Phật. Nghi ngờ vô căn cứ là gây nghiệp ác. Kẻ nào phải đan tâm lấy trộm tiền của chùa, chắc cũng phải ăn năn hối hận lắm rồi. Nhưng thầy không muốn tìm lại số bạc để sửa sang tu bổ lại chùa sao? Hồi nãy thí chủ đây nói gặp đúng người đó thì hình như thí chủ có kinh nghiệm trong chuyện này. Ông là? Tôi chỉ là người trong nhà, thi thoảng cũng xảy ra chuyện này chuyện nọ, nên hiểu tâm trạng của người mất của. Kẻ gian dù kính kẻ bao nhiêu thì cũng là kẻ gian, thế nào cũng có chỗ hở. Biết được nhà chùa có ý định sửa sang, lại biết đích xác chỗ giữ tiền, chỉ có người quen. Thí chủ nói cũng phải. Tôi thấy như vậy. Nơi đây là nhà chùa, nơi thiêng liêng có Đức Phật chứng giám, sao sư thầy không cầu Phật giúp cho? Cầu Phật thì ngày nào nhà chùa không tụng niệm chăm chỉ? Không phải tụng niệm mà là nhờ ngài giúp cho.
Đức Phật có phép làm cho kẻ gian phải lộ mặt. Có chuyện đó thiệt sao? Không tin thì sư thầy cứ thử. Quan quan, quan nói thiệt không quan. Nãy quan nói á, người nào ăn cắp á, khi cầm hạt thóc lên á, thì hạt thóc sẽ nảy mầm, phải không quan? Ngươi có bao giờ thấy ta nói sai cái gì chưa? Dạ, thì con biết quan là người xử lý tài tình rồi. Nhưng mà con hỏi thiệt quan nghe, lỡ mà quan cho mấy cái người ở trong chùa này nè cầm thóc lên mà hạt thóc không nảy mầm thì sao? Thì là chưa đúng thủ phạm chứ sao? Bởi vậy con thấy vô lý quá. Trước giờ con có nghe vụ này đâu. Chờ đi rồi thấy. Sư thầy cho biết trong chùa bất bạc, nghe qua ta chắc chỉ có người trong nhà hoặc hay tới lui nhà chùa thôi. Trước trời đất, trước Phật, mỗi người nắm một nắm thóc. Thóc này đã ngâm kỹ rồi, vừa cầm vừa đi quanh đại điện, vừa niệm chú. Phật biết rõ ai lấy ai không, ai vô tội thì thôi, còn ai lấy á thì Phật sẽ cho nắm thóc nở mầm trong tay kẻ đó ngay tức khắc, gian ngay tức khắc phơi bày. Còn bây giờ các người hãy làm đi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thí chủ, ta hỏi thiệt, thóc chỉ ra kẻ trộm thiệt sao? Đó, lão già thấy chưa, đến sư thầy còn không tin huống chi là con. Nếu thực sự là kẻ trộm, nhất định thóc sẽ lên tiếng. Theo ta nghĩ, để thóc nảy mầm thì cũng phải mất vài ngày chứ. Dạ đúng rồi lão già, chẳng lẽ mình ở đây đợi hoài? Lão già ngồi còn đỡ chứ còn con đứng mỏi chân muốn chết luôn á. Lẹ thôi, gặp đúng người thóc sẽ cho kết quả ngay lập tức, vậy mới là phép lạ. Nếu đúng như vậy thì quả là phép lạ. Lão gia nói sao chứ, thóc á phải có đất nè, rồi có phân tro nè, có nước rồi mới nảy mầm được, chứ thóc để trong lòng bàn tay làm sao nảy được. Con thấy vô lý lắm á. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ngươi nói không sai, nhưng ta đã có kết quả rồi. Kết quả? Tất cả dừng lại. Ngươi lấy số tiền đó đúng không? Khôn hồn thì khai ra, nếu không muốn tội nặng. Xin thí chủ chớ có vu oan cho tôi mà mang tội. Thóc của tôi đâu có nảy mầm. Phải, thóc không nảy mầm. Những người không lấy tiền, lương tâm họ thanh thản, không có gì phải lo lắng. Người ta biết chắc hạt thóc của người ta không bao giờ nảy mầm. Cứ vậy mà đi. Chỉ có ngươi có tật giật mình, sợ thóc nảy mầm, cứ lâu lâu lại hí ra giòm. Ta nói có sai không? Xin trụ trì tha tội. Xin trụ trì tha tội. Con đã trót dại lấy tiền của chùa. Hằng đêm con ngủ, con cứ giật mình lo sợ. Hôm nay con xin trả lại số tiền cho chùa. Xin thầy tha tội. Xin thầy tha tội. Công nhận ông xử hay. Cao kiến thiệt. Ta cũng chỉ muốn thu hồi số bạc để tu bổ cho chùa. Chuyện này coi như xí xóa. Dạ, con xin đội ơn sư thầy. Con xin đội ơn sư thầy.
quả là duyên lành. Tự nhiên gặp được thí chủ ngay lúc xảy ra chuyện lớn, đúng là phước lớn, đa tạ thí chủ. Vậy giờ mình về hả quan? Vậy ra đây, ngài là... Cái tên hầu đầu này quá đáng cho mấy hèo, có bao nhiêu đó cũng không giữ mồm giữ miệng nổi. Dạ dạ dạ, tại con lỡ lời, con biết tội con rồi. Thầy ráng nói đỡ giùm con một cái. Là tại trước giờ quan sửa trong công đường không mà riết làm con mất bí. Thích giả dạng di hành vậy để giúp dân, rồi xem ai khiếu nại quan xử cho, rồi quan xử lưu động miết con đi theo mà muốn chết luôn. Thì ra là vậy. Xin bỏ quá cho bần tăng thất lễ, không đón tiếp cho ra hồn. Nhưng hạt này mà có một vị quan tài giỏi và công tâm như ngài đây thì quả là hồng phúc đại phúc. Thầy quá khen rồi. Thôi xin cáo từ. A-di-đà-phật. Dạ, A-di-đà-phật. Ta đi. Dạ dạ. Ghê ta, có khi nào có đứa nào bắt mất không trời. Chút 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 chút. Mẹ ơi, mẹ ơi. Sao con, có tìm thấy không? Dạ không có mẹ ơi, con tìm hết rồi. Trong bếp cũng có, ngoài mương cũng có luôn mẹ ơi. Trời ơi, vậy là chắc chắn có đứa âm binh cô hồn nào bắt mất rồi. Chứ đâu có khi nào nó đi ra khỏi hàng rào nhà mình đâu. Vậy lấy gà đâu mà làm cúng ông hả mẹ? Mẹ sẽ đi kiếm một vòng nữa. Tao mà kiếm không ra đó là tao chửi cho chóc bồ mã ông bà tụi bay hết. Chút 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 chút. Thôi giờ quay đi quay lại một cái là mất tiêu con gà rồi. Chắc chắn là có đứa vô nhà nó bắt rồi. Trời ơi là trời. Mồ tổ cha mày, đứa nào mà bắt con gà của tao đó thì trời đánh thánh vật nghe. Cái dòng họ nhà mày ngồi ăn cơm đó là thiên lôi quánh một cái đùng, nguyên cả nhà đen thùi như con chó thùi hả? Đó, ăn con gà của tao vô nghe. Là voi giày ngựa xé, đi ghe thì chìm ghe, lên xe bò là bánh xe bò nó cán cho lòi ruột nghe. Tao nuôi á thì nó là con gà, mày ăn vô đó là nó thành lòng dược. Cả dòng họ nhà mày ruột thối ruột phình lên nghe. Trời ơi, nó nuốt giọng con gà của tôi rồi. Trời ơi là trời, tôi nuôi con gà để cúng cha tôi mà, tại sao bây giờ mình nỡ lòng nào mà bắt con gà của tôi mà ăn vậy? Trời ơi, ai mà bắt con gà? Quang ơi, sao mà ồn ào quá, không lẽ đánh nhau? Hình như là một vụ mất cắp. Đi. Dạ. Ủa cha, thịt gà mình ăn là của bà hả cha? Vậy bà chửi mình hả cha? Trời ơi, cha cứ nín luôn mày. Ôi là mực xanh mực vàng luôn ha. Tao nói cho tụi bay biết nè. Trời ơi, tao mua con gà mà dòng họ nhà mày ăn vô là nó thành độc dược. Thối ruột, thối gan, chết chùm, chết bờ, chết bụi. Trời ơi, tao nói tao nuôi con gà tao dỗ cha tao mà, nỡ lòng nào mà lấy mà ăn vậy? Cái gì? Có chuyện gì vậy? Chuyện gì nãy giờ chửi ông ống rồi không nghe sao hỏi? Trời ơi, bà này láo, bà có biết đây là ai không? Đây chính là... Là ai không cần biết ha. Bây giờ chọi con gà vô trong mặt tôi trả lại đi rồi hãy nói. Còn không thì né ra chỗ khác cho người ta chửi, nghe chưa? Tại nơi đứa nào mà nó bắt con gà trời tao ơi làm gì thế ghê. Mất gà mà làm ơn vàng ra tao mới chịu. Chửi quá trời chửi ghê quá. Cái bà này hả? Đúng khỏe nè. Chửi từ sáng tới giờ mà âm thanh vẫn còn tốt. Tao khỏe, tao yếu gì mắc mớ vậy ông nội mày hả? Bây giờ mày nuôi con gà mày cúng ông nội mày, mà tới ngày đốt nhang mà con gà nó biến mất, mày nổi điên không hả? Mày nổi điên không? Mày có đi ra đường mày chửi như tao không? Nè, đầu đuôi câu chuyện ra sao? Đầu đuôi gì nghe khúc giữa vậy biết rồi. Bà nín. Bà đúng là có mắt mà không trồng mà. Đây là quan huyện sở tại di hành đang hỏi bà đó. Bà cứ kể lại đầu đuôi đi rồi để quan xử. Quan huyện
quyền cái gì? Nhìn mặt mà biết quan không? Quan là tôi trời, cái bà này kỳ cục gì? Không có từ ai đâu. Dạ, dạ bẩm quan. Dạ đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Dạ số là con có nuôi một con gà để dành làm đám giỗ cha con. Vậy mà tự nhiên tới ngày đám giỗ cha con, cái tự nhiên con gà nó biến mất quăng. Trời ơi, không có gà cũng cha con, con phải tức chứ. Mà con tức con phải chửi nhau. Mà con chửi. Chửi thì về nhà chửi. Ra đường chửi vậy á, mang tội gây rối trật tự nơi công cộng. Mà tôi nói bằng nghe nha, về nhà chửi thì chửi nhỏ thôi, chứ mà chửi lớn quá là mang tội làm điếc tai hàng xóm. Đúng, hiểu chưa? Đúng rồi. Ủa luật kỳ vậy. Ủa ngon sao không xử thằng ăn cắp đi? Tôi là người bị hại mà. Trời ơi, tôi mất của tôi phải chửi cho. Không chửi rồi tức quá rồi học máu chết rồi sao? Nè, bà có nghi ai không? Dạ con đâu biết ai đâu, nghi quá. Con chửi phong long vậy đó. Chửi mà chúng thằng nào nó ăn con gà của con, nó học máu nó chết rồi con mới chịu. Ta nói thằng nào mà ăn con gà của tao nha, đi đằng đông là chết đằng đông, mà đi đằng tây là chết đằng tây. Ta nói nó ăn vô là nó lòi bản họng ra mà chết nha. Lòi nè, chửi vậy đủ chưa? Mấy người nghe ta hỏi, sáng giờ á bị chửi có bị rát tay không vậy? Dạ. Biết rằng á của đau con sót, nhưng mà mất của không báo quan phân xử, mà lại ra đường chửi bới làm kinh động làng xóm như vậy, có đáng tội hay không? Dạ đáng chứ quan. Con bị mất của mà quan, tội gì đâu. Im đi. Đáng tội á thì phải trị tội. Ủa, các ông các bà, ta cho phép mỗi người giả mụ này một cái cho chừa cái thối hồ đồ. Ủa gì kỳ vậy quan? Ủa quan nói thiệt luôn á hả? Con làm gì đâu biểu người ta giả con quan? Quan xử vậy con không phục nha, không phục nha. Xử vậy là con kiện à, kiện lên tới phủ lên tỉnh luôn à, con kiện à. Lên kinh luôn cũng được. Ngươi kiện ta đi hầu. Nhưng bây giờ á, ta ra lệnh các ngươi ai không giả thì bắt lên quan. Dạ là gì quan? Giả là tát hả quan? Hình như quan xử hơi kỳ á, con thấy cũng tội bả. Tội quá chứ. Đúng rồi, bị mất của còn bị đánh tập thể nữa, tội bả chứ. Tội nghiệp cái gì vậy mới đáng. Trời ơi, thể ăn cắp á là đã chửi người ta vậy á, còn gì là thể thống nữa. Sao còn đứng đó? Mọi người muốn bị bắt hả? Quýnh thiệt luôn á hả? Đánh đi. Hồi nãy tôi nói bà có một câu, bà chửi này chửi nọ, bà đừng có trách tôi nghe chưa? Quỳ xuống. Ủa, con tội gì mà quỳ quan? Quan kêu con tát bà ta mà. Ta bảo ngươi quỳ xuống. Dạ. Quỳ xuống. Dạ. Ngươi còn giờ dịch tới khi nào nữa đây? Thú tội đi. Ngươi bắt con gà có đúng không? Dạ dạ, con không có ăn cắp con gà, con thề có trời luôn á quan. Còn dám thề nữa hả? Ngươi phải cảm thấy mắc cỡ với con của ngươi nữa chứ. Dạ. Ủa quan, sao quan biết nó bắt con gà của con vậy quan? Sao biết vậy ta? Sao biết là... Dễ thôi. Mặc dầu á phải nghe ngươi chửi nhức đầu, nhưng mà ai không tội khi ngươi bị mất của, nên ra tay cho có. Nhưng chỉ có tên này
bị chửi từ sáng tới giờ, trong lòng căm tức, có dịp á tranh thủ trả thù. Ta nói có sai không hả? Dạ dạ. Hoàng ơi, tha cho cha con đi, nhà con hết đồ ăn nên cha mới bắt con gà cho con ăn, tại không có ai kêu cha con làm thuê hết á. Dạ, Quang tha cho cha con đi Quang. Hèn chi, ai mà ngờ lối xóm liền dách mà cư xử vậy đó hả? Cư xử với tao vậy đó hả? Dạ con lại Quang, con lại Quang, Quang tha cho con đi Quang. Dạ dạ con, con biết tội rồi. Dạ Quang ơi, thôi để con đi làm, con kiếm tiền con mua gà trả lại cho bà. Chứ bây giờ Quang mà giam con á, là không có ai lo lắng cho con của con hết đó Quang ơi. Thương cho con Quang ơi. Thôi được rồi, hắn đã nói như vậy thì bà nên tha cho hắn một cơ hội để bà còn được nhận đền bù. Bà thấy sao? Trời ơi, đây nè, nó hột cơm không có ăn, phải đi ăn trộm gà, lấy cái gì mà đền bù? Thiệt tình. Quang, con đợi ông Quang. Dạ, con đợi ông Quang. Quang, con đợi ông Quang. Ông Quang hay thiệt. Hay thiệt. Tích tắc phá xong rồi. Thôi 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 thôi. Bãi đường. Lộn lộn. Mọi người giải tán đi ha. Dạ tạ ơn Quang. Con ở nhà coi nhà cho mẹ. Mẹ đi công chuyện chút nha. Mẹ ơi, nhà hết gạo rồi, lấy gì nấu đi mẹ? Con đừng có lo, tấm vải này mà khô á, cái mẹ đem ra chợ bán, rồi mẹ mua ít gạo với ít ruốc cho con nghe. Vậy có cơm ăn rồi, mà còn có đồ ăn nữa. Ừ, bây giờ mẹ đi lấy chỉ, một lát nữa trời mưa con lấy tấm vải vô cho mẹ nghe không? Dạ. Sôi chi, nó ăn giọng hết rồi. Ủa vậy là hồi thắp nhang không cho ông nội hả mẹ? Mẹ hỏi hoài à, nín đi. Vậy sao mẹ không đi bán giải đi? Giải đâu bán? Thấy mấy bữa nay tao đi bằng cỏ mướn không? Có thời giờ rảnh mà dệt miếng nào đâu bán. Bực mình. Sáng giờ thấy thím lụa đi đâu không? Hồi nãy con nghe thím nói là đi mua cái sợi. Cái sợi gì đó? Đi mua sợi hả? Dạ. Chị lại rút giải của em? Đâu rút giải của mày đâu. Chứ cái gì phình phình ở trong bụng chị đó? Giải của tao phơi khô tao rút vô thôi. Tôi nói cho chị nghe nha, rõ ràng cái giải này là của tôi, tôi phơi đây. Bây giờ chị nói là của chị. Chị dệt hồi nào mà chị nói là của chị? Ủa tao dệt hồi nào mắc mới gì tao nói với mày hả? Cái hàng rào này là hàng rào chung ha. Giải tao phơi lên khô tao lấy vô, thấy của người ta là nhận đại à. Được, nếu như chị nói vậy á thì tôi với chị Linh Quang nói chuyện. Trước sau gì á cũng phải khai với Quang thôi. Tao làm gì phải lên Quang? Mày muốn lên lên nè. Tao đâu sợ gì mày đâu. Vậy thì tôi với chị Linh Quang. Lên lên nè. Hai người á, đợi nó đi. Quang ra Quang xử cho. Dạ bẩm Quang. Dạ bẩm Quang, hai người này á tranh giành nhau tấm vải, mong quan đèn trời soi xét, mong quan xử xem coi ai là chủ nhân thật sự của tấm vải này. Chị Thu Quang, tấm vải sao? Dạ, đưa ta xem. Dạ đây ạ. Nội tình thế nào, nói ta nghe. Dạ bẩm quan.
Ngươi? Là ngươi sao? Dạ bẩm quan, dạo này con xui xẻo làm sao á, bị đáo tụng đình hoài à. Nhưng mà chuyện này thôi để cho nhỏ này nói trước đi. Nói trước nói sao vậy cũng vậy à, sự thật cũng là sự thật à. Nói đi. Dạ bẩm quan, khúc giải đó con phơi ở bờ rào, định bữa nay đem ra chợ để đổi ít gạo với ít đồ ăn cho tụi nhỏ. Ai ngờ chị Tam ở đây á, nhận luôn là của chị. Con có nói cách nào á thì chị cũng không trả lại cho con hết đó. Dạ quan biết chuyện của con rồi đó. Con mới vừa gặp chuyện xui xẻo, không lẽ bây giờ con đi lấy đồ của nó? Con nhỏ này mới là ăn cắp nè. Cái miếng vải đó đó là chính tay con dệt, con đem ra hàng rào con phơi. Lúc mà con ra đi chợ á, con bắt gặp nó. Nó ra nó nhìn trước nhìn sau, không thấy ai hết. Nó rút cái tấm vải của con, nó tính đem vô nhà nó. Cái con thấy, con la lên. Cái nó quê quá, nó quay lại, nó la ngược lại con. Nó nói con cắp đồ của nó. Dạ chuyện là vậy á Quang. Vậy là hai người đều cùng phơi tấm vải ở hàng rào. Dạ. Nhưng mà hàng rào nhà ai? Dạ thưa quan, đó là hàng rào chung. Dạ hàng rào ở giữa nhưng mà con dựng. Thôi được rồi, lúc các ngươi phơi vải có ai nhìn thấy không? Mỗi ngươi tìm một người làm chứng cho ta. Dạ. Dạ thưa quan, lúc mà con phơi vải á, ở trong làng không còn ai hết, mọi người ra đồng hết rồi, vắng lắm. Dạ con này nó khôn lắm nè. Nó canh, nó biết con phơi hồi lúc sáng sớm, không có ai thức dậy, đâu ai thấy đâu, nên nó nói vậy á. Linh. Dạ. Giờ hai ngươi á, dẫn người của ta về nhà xem xét, và phải đưa ra cho được khung cưỡi, chỉ và màu nhuộm. Lúc đó những chứng cứ cho thấy chính người nào sẽ dệt ra tấm vải đó. Dạ quan. Mẹ Châu. Châu ơi. Dạ. Mẹ Châu. Dạ mẹ. Ra biểu. Một hồi nữa lính tới á, con phải nhận miếng vải đó là mẹ dệt nghe chưa? Không là mẹ bị người ta bắt tống ngục đó. Nhưng mà đó là vải của cô Lụa mà mẹ. Sao mẹ bắt con làm chứng gian? Cô Lụa tốt với mẹ vậy mà. Mẹ dặn vậy thì nghe đi. Chuyện chẳng đặng đừng thôi. Không thì lấy gì của ông nội. Tại thầy của con dạy là hả, nghèo cho sạch rách cho thơm, đâu phải mình mất con gà rồi mình lấy lại của người ta đâu. Rồi bây giờ đứng đó dạy tôi hay làm sao? Bây giờ muốn tôi bị tống ngục hả? Thôi con không biết đâu. Mẹ làm gì mẹ làm đi. Trời đất ơi. Nè mẹ Châu. Trời đất ơi nè. Trời đất ơi, con với cái thì Đính. Tôi nói cho bà biết, ở bên kia người ta chân đủ khung dệt, chỉ dệt, màu nhuộm. Còn bà, nếu có lấy á thì nhận đi, để quan còn niệm chuyện cũ mà xét xử nhẹ cho. Trời ơi chú Lính à, chú nói vậy khác nào chú nói tôi là đồ ăn cắp. Chú nỡ lòng nào mà chú nghĩ quan ức cho tôi vậy chú Lính? Lúc mất gà bà hung dữ, bà chửi bới lung tung lắm mà. Sao giờ như cũng bún thiêu vậy? Nếu không lấy á, bà dệt miếng vải đó là từ khi nào? Có gì làm bằng chứng? Có đầy đủ luôn hả? Tình hình sao rồi? Bẩm báo ta nghe. Dạ bẩm quan, đúng là bà kia vừa cướp vừa la làng ạ. Lấy gì để ngươi nói người ta ăn cắp? Dạ bẩm, nhà của cổ có đầy đủ khung dệt, tơ màu, không thiếu thứ gì. Chính con của cổ cũng nói là mẹ của nó dệt ra. Còn ngươi, ngươi tìm thấy thứ gì? Dạ bẩm quan, như vậy thật là kỳ lạ. Con tới nhà bà ta cũng thấy khung dệt, chỉ, màu nhuộm. Con bà ta cũng nói tấm vải này chính bà ta dệt ra. Sao chị làm vậy? Chị muốn gì? Tấm vải đâu có đáng là bao đâu. Sao chị cứ nhọc công giờ dịch làm gì? Câu đó tôi hỏi cô mới đúng á. Tôi già từng tuổi này rồi, cô còn làm cho mọi người ở đây nghĩ tôi là đồ ăn cắp. Tôi đau lòng lắm cô biết không? Chị đúng là. Xét thần sắc của hai người này, cả hai đều có vẻ là người bất cấp. Chưa kể người đàn bà kia còn bị tới hai lần. Khó thiệt.
Thôi được, ta có cách này. Hai người đều có lý, hai người đều có đủ vật chứng, cả hai đều có vẻ đau lòng. Thôi ta tính như vậy, tấm vải này giờ ta sẽ cắt làm đôi, mỗi người một nửa, coi như là huề, về mà lo chí thú làm ăn. Dạ. Xin đừng xé giải của con mà. Khoan, đừng xé, trả lại tấm vải này cho cô ấy đi. Dạ bẩm quan, quan nói vậy là... Ngươi đừng có diễn tuồng nữa. Ta biết, ngươi còn biết rõ hơn ta chủ tấm vải này là ai mà. Quan nói vậy là sao? Con có đủ bằng cớ để nói tấm vải này là con dệt ra mà quan. Diễn xuất của ngươi đúng là điệu nghệ, khiến cho ta cũng phải đau đầu. Nhưng có một thứ khiến ta phát hiện ra chủ nhân thật sự của tấm vải. Dạ bẩm quan, nó là thứ gì vậy quan? Nãy giờ con đâu thấy vật chứng gì mới đâu. Chính là tiếng khóc của chị kia. Từ đầu tới giờ chị ta không khóc, nhưng khi tấm vải sắp sửa bị xé ra, chỉ có người làm ra nó mới đau lòng tới mức phải rơi nước mắt. Ta nói có đúng không bà kia? Dạ, con xin cảm ơn quan. Cảm ơn quan đã phân xử phân minh. Con cảm ơn quan nhiều lắm. Trời ơi là trời, tại sao mà tôi chịu oan ức như vậy? Ngó xuống mà coi nè, trời ơi, tôi vừa bị mất công mà vừa bị cướp của, mà còn bị vu oan là ăn cắp nữa nè. Trời ơi là trời ơi. Vậy tức là ngươi không phục? Phục cái gì mà phục? Tôi nói rồi á, tôi sẽ đi kiện cho mà coi, tôi không cam tâm cái vụ này đâu. Được, ta sẽ giúp ngươi, khỏi kiện cáo lung tung làm chi cho mất công. Linh đâu? Dạ. Dạ. Nè bà này xuống, đánh cho 30 heo. Dạ. Ủa quan. Ủa nè 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 nè. Thôi khỏi đánh. Dạ quan ơi. Dạ con chịu, con khai. Dạ cái miếng vải đó là con lấy. Dạ bây giờ con trả lại luôn đó, không thèm đâu. Nhưng mà con quỷ này nó hên à, miếng vải nó lấy lại được. Con gà của con mất luôn rồi. Bị mất cắp rồi lấy của người khác bù lại sao? Rồi bắt con ngươi làm chứng gian nữa. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Ngươi làm như vậy, làm sao dạy con cái đây? Dạ con biết tội của con rồi, quan tha cho con đi quan. Con khổ lắm rồi, đừng có phạt con nữa được không? Biết ngươi cũng vì túng thiếu mà làm liều, ta tha cho ngươi đó. Liệu mà tu thân tích đức, về nhà lo làm ăn, đừng bao giờ tái phạm. Dạ đội ơn quan. Cũng tội cho bà Tam quá, tự nhiên rước họa vào thân hả? Chắc muốn kiếm chút tiền dỗ cha mà ra nông nổi, mình phải đem ít đồ qua bánh cúng mới được. Mừng nhất là mấy đứa nhỏ ở nhà, bữa nay có cơm ăn rồi, đỡ phải hấp cháo loãng nữa. Làm sao bây giờ? Gà của tôi. Bây giờ phải làm sao đây? Rồi gạo đâu mà về nấu cho tụi nhỏ bây giờ? Công nhận á, ra đường á thì thoải mái thiệt, nhưng mà đi bộ riết á, mỏi chân quá quan ơi. Quan còn thường xuyên tập luyện, quan đi không sao, còn con á đi chưa tới một dặm nữa là đôi chân của con muốn đình công rồi. Muốn đi lâu không mỏi thì mỗi sáng sớm á dậy luyện công với ta. Thôi thôi khỏi, giờ đó ngủ ngon nhất. Mà con không hiểu tại sao có mấy người kỳ cục nha. Trời còn tối thui vậy mà kêu mình ra hành xác ngoài sương ngoài gió làm chi không biết, đúng là... Trả gạo lên cho tao đi.
Hình như có ai kêu khóc ngoài kia. Lại đó coi sao. Lại đàn bà. Đúng là số con với quan ra được gặp cái lỏng hơn rồi. Ủa, sao thấy quen quen? Ủa, lại là ngươi sao? Là chủ tấm vải đây mà. Có chuyện gì mà ngươi ngồi đây khóc lóc vậy? Dạ bẩm quan, tấm vải của con mất hết rồi. Sao mất? Quan đã sửa cho cô được tấm vải rồi. Bộ bà kia ăn cướp nữa hả? Dạ không, con đi bán vải rồi mua ít gạo về cho tụi nhỏ nhà con, với mua ít nhang đèn về cúng cho nhà chị Tam nữa. Mà đi ngang đây giáp cái cục đất này nè, mà cỏ mọc tùm con đâu có thấy đâu. Giờ bao nhiêu gạo nhang đèn đổ với mương hết rồi. Tội, tội thiệt chứ. Có chút xíu gạo đem về cho con mà giờ mất hết trơn rồi. Đã nghèo còn mắc cái eo. Nhưng mà cái vụ này á, đâu có ai kiện cáo đâu. Rồi không có tội phạm nữa, sao xử. Thôi mình đi quan. Có tội phạm. Có tội phạm. Theo như ngươi khai thì hòn đá kia chính là tội đồ đúng không? Cho dù chỉ là cục đá nhưng mà vẫn không qua được kỷ cương phép nước. Ta sẽ vì cô mà bắt hắn bồi thường đầy đủ. Lính, đưa bị cáo về công đường đổi chất cho ta. Con bê cái cục đá này về công đường hả? Không phải là cục đá mà là tên tội phạm. Trời, tội phạm. Nè, ngươi có tuân lệnh tức khắc hay không? Còn đứng đó một hồi á, cả ngươi và hắn sẽ bị trói chung một lượt. Trời ơi, cục đá mà kêu là tội phạm. Buồn cười thiệt. Dạ, để con làm. Cứng đầu hả mày? Cứng đầu mày. Đau chân quá. Dạ bẩm quan, cái tên tội phạm này á, nói chung là nó cứng đầu cứng cổ quá. Nói chung là nó cứng đó. Con lay kiểu gì nó cũng không nhúc nhích hết á. Ngươi đúng là lì lợm thật. Bà con, phụ với lính của ta đào hắn lên. Dạ ơi, ông qua đào hắn lên kìa. Để cô tránh ra cho tôi đào nè. Ừ, lẹ lẹ đào hắn lên kìa. Được rồi, vậy ta. Tên này đúng là ly động thật. Dạ, nó nặng nữa. Lính. Dạ. Đưa hắn về công đường dùng hình. Tới khi nào hắn chịu khai mới thôi. Dạ. Có xét xử công khai cho dân chúng coi không quan? Ai muốn coi chỉ cần đóng 30 xu tiền kẽm. Thôi giải tán đi. Dạ. Dạ, dạ. Hãy đi về lấy 30 xu đóng cho quan coi. Cầu trời phù hộ cho quan con đầu óc vẫn bình thường. Cho dù quan con có suy nghĩ nhiều trò kỳ dị, kỳ quái, kỳ cục, kỳ lạ, nhưng mà sửa cục đất lần đầu tiên trong đời con nghe. Ê, ngươi còn đứng đó lại nhảy làm gì? Đem hắn về công đường cho ta. Dạ. Có phải sửa cục đá không vậy? Hay là tốn tiền hảo đó cha? Thì ông cứ nghe đi. Vụ này nghe lạ lạ. Thôi để tôi vô coi sao. Ờ đi đi. Dạ, bẩm quan. Tình hình sao rồi? Dạ, cũng được khá khá. Tốt, để ta ra đó coi sao. Dạ. Mày công khai, không khai, công khai, công khai, không 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 khai, khai. Lần này bổn quan gặp một vụ khó. Theo như lời khai của nguyên cáo cũng như là mọi chứng lý
thì tội trạng của bị cáo quá rành rành, không chối đi đâu được. Nhưng có điều, bị cáo quá lì, cứ trơ trơ không chịu cung xưng. Ban chức nhất quyết bắt hắn phải bồi thường thiệt hại, nhưng xét ra cho dù có cưỡng chế thì hắn cũng không có gì trong tay để mà thi hành án. Vậy ban chức nghĩ, hay là số tiền các vị tới đây coi như là giúp người ta một ít mua gạo cho con. Còn bị cáo bị đánh như vậy là đủ rồi, ta phóng thích cho hắn về chỗ cũ hay đi đâu thì tùy. Ta xử như vậy có hợp tình hợp lý không hả bà con? Đó, quan xử vậy là hợp tình hợp lý rồi, có đúng không bà con? Dạ, con tạ ơn quan. Dạ, quan đúng là anh minh. Dạ, quan, bây giờ trả bị cáo về chỗ cũ hả? Đừng kêu con khiêng à, mệt lắm. Được, cho hai lính nó khiêng như hút. Dạ.